Thưa tất cả các đồng chí, hôm nay trong không khí đầu xuân, chúng ta tiếp tục trao đổi với nhau những nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2019, đó là học tập làm theo Bác về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống của người dân. Đây là một cái chủ đề rất có ý nghĩa, đặc biệt là trong bối cảnh Đảng ta đang chuẩn bị khẩn trương các cái công việc hệ trọng tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng sắp tới. Trong không khí đầu xuân như vậy, xin chúc tất cả các đồng chí chúng ta sức khỏe, thành tựu và hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa tất cả các đồng chí, buổi làm việc của chúng ta sáng hôm nay có một điểm trùng hợp về thời gian rất có ý nghĩa, vì chúng ta sống lại những sự kiện lịch sử 72 năm về trước, khi lần đầu tiên Bác Hồ về thăm tỉnh Thanh Hóa của chúng ta, trong bối cảnh lúc bấy giờ là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã bắt đầu. Và kỳ vọng của Bác từ 72 năm về trước là Thanh Hóa phải phấn đấu thành một tỉnh kiểu mẫu cho cả nước noi theo. Thì các đồng chí biết là tầm nhìn chiến lược của Bác lúc bấy giờ đấy, sau cái bản thông điệp quan trọng là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, thì Bác không về ngay chiến khu Việt Bắc đâu. Bác có một cuộc khảo sát miền Trung, mà đặc biệt là tỉnh Thanh Hóa của chúng ta. Sau này qua nghiên cứu, ta mới rõ ra một điều là Bác chủ tính chiến lược rằng phải có một hậu phương vững chắc để kháng chiến nhất định thắng lợi, kiến quốc nhất định thành công. Và điều ấy đấy nhắc nhở chúng ta thường xuyên mãi mãi sẽ phấn đấu học tập làm theo Bác để xứng đáng với niềm tin cậy của Bác, của Đảng và của nhân dân. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi trên mấy điểm quan trọng như thế này. Điểm thứ nhất, ta thử xem là sự kiện lịch sử năm 2019 đã diễn ra và đang diễn ra của năm nay đấy, có ý nghĩa như thế nào đối với việc học tập làm theo di sản của Bác. Và từ đó, chúng ta giải thích vì sao năm nay chủ đề mà Trung ương lựa chọn lại chỉ xoay quanh một chữ thôi, đó là nhân dân. Đấy. Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân thì nhân dân là chủ thể. Phát huy dân chủ thì nhân dân là người chủ thực sự của xã hội. Và chăm lo lợi ích của người dân, đó là nghĩa vụ trách nhiệm cao cả và thiêng liêng của chúng ta. Trên tất cả chỉ xoay quanh xung quanh một chữ dân thôi. Cái ý nghĩa quan trọng của chủ đề năm nay cần được hiểu như thế nào? Thì đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chúng ta căn cứ vào những giá trị cốt lõi từ trong các tác phẩm lý luận của Bác, cũng như hoạt động thực tiễn của Bác về tư tưởng, đạo đức và phong cách, để xem ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo lợi ích của người dân được Bác thực hiện, thực hành một cách kiểu mẫu ra sao để chúng ta noi theo. Và điểm thứ ba cuối cùng là chúng ta nói về bản di chúc lịch sử thiêng liêng 1.000 từ Bác để lại cho toàn Đảng, toàn dân, mà đến nay chúng ta đã có 50 năm thực hiện, cũng là nửa thế kỷ Bác đi xa, để có thêm một động lực tinh thần trong việc phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ chính trị hiện nay của Đảng, của nhân dân và của địa phương chúng ta. Thì đấy là nội dung mấy điểm chính mà tôi xin phép các đồng chí được trình bày. Thì tài liệu các đồng chí đã có sẵn trong tay rồi, và chúng ta cũng đã có nghiên cứu, đã có triển khai. Tôi sẽ tập trung nhấn mạnh vào những điểm chính, chủ yếu, và nhất là minh họa nó bằng chính cuộc đời thực tiễn phong phú, cảm động của Bác Hồ. Có một cái chi tiết rất cảm động mà tất cả chúng ta, các đồng chí ở địa phương Thanh Hóa đều rõ. Khi chúng ta vào lăng viếng Bác,
Các đồng chí đều nhìn thấy cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên tường Lăng Bác làm bằng đá cẩm hồng ngọc đấy các đồng chí. Cái lá cờ diện tích 32 mét ấy đấy chính là từ những viên đá hồng ngọc của đất và người Thanh Hóa tạo ra. Ở xã Điền Hạ, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa của chúng ta, trong thời điểm lịch sử làm Lăng Bác đấy, chúng ta đã có cả một công trường lớn khai thác đá. Và những nhân chứng lịch sử thời đó hiện nay vẫn còn sống sẽ kể lại cho chúng ta nghe câu chuyện cảm động này như thế nào. Và mỗi một lần ra thăm Lăng Bác, vào viếng Bác đấy, ta nhìn lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên tường Lăng Bác thì ta càng tự hào rằng Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã góp công sức vào việc xây dựng cái công trình vĩ đại đó, công trình thế kỷ, công trình để lại muôn đời cho các thế hệ của đời sau nữa. Tôi cũng muốn giới thiệu với các đồng chí những sự kiện lịch sử năm 2019 này, nó tiếp nối những sự kiện lịch sử năm 2018 vừa qua mà chúng ta đã kỷ niệm. Đấy, năm ngoái đấy, là chúng ta kỷ niệm 70 năm ngày Bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Và Bác là người trực tiếp chỉ đạo Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua yêu nước lần đầu tiên ở chiến khu Việt Bắc đấy, cách đây 70 năm. Lời dặn của Bác đã đi vào lịch sử là thi đua là yêu nước phải thi đua, ai thi đua là người yêu nước nhất mà. Để chúng ta liên tưởng đến vì sao mà những năm cuối đời Bác, nhất là 10 năm cuối đời, Bác để công sức xây dựng phong trào người tốt việc tốt. Bác nói một câu nói nổi tiếng là mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một vườn hoa đẹp. 10 năm cuối đời, Bác có 700 lần xuống cơ sở, đi về nông thôn, gặp gỡ bà con nông dân và cán bộ nhân dân ở cơ sở. Có lẽ không có một lãnh tụ nào mà đi về cơ sở đến với dân nhiều như Bác Hồ của chúng ta. Và cũng trong những năm cuối đời, Bác tặng thưởng 5.000 huy hiệu người tốt việc tốt cho tấm gương điển hình tiên tiến, trong đó có rất nhiều cán bộ, đảng viên, chiến sĩ của Thanh Hóa chúng ta. Năm ngoái chúng ta còn kỷ niệm 70 năm Bác có 6 điều dạy công an trong một bức thư nổi tiếng Bác gửi cho đồng chí Hoàng Mai. Các đồng chí biết đồng chí Hoàng Mai mà lúc nhận thư Bác đấy là có 26 tuổi thôi, mà đã là giám đốc công an của 7 tỉnh các đồng chí nhé, của khu 12 từ Bắc Giang đến Quảng Yên. 6 điều Bác dạy công an lúc bấy giờ đấy gọi là tư cách của người công an cách mệnh, chỉ vẻn vẹn có 51 chữ thôi mà nó toát lên toàn bộ lý luận, tư tưởng và phong cách xây dựng lực lượng công an cách mạng. Và thời gian càng lùi xa thì ta càng cảm nhận thấy những điều Bác dạy bây giờ không chỉ riêng cho công an nữa mà cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân chúng ta. Tất cả chúng ta đều thuộc lòng 6 điều Bác dạy đó rồi. Đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Chính phủ nói ở đây tức là đảng đấy các đồng chí. Đảng đã hóa thân vào nhà nước trong điều kiện đặc biệt là đảng đã rút lui và hoạt động bí mật lúc bây giờ. Chứ đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, cần được hiểu là đối với đảng và nhà nước. Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép. Đây là linh hồn của 6 điều Bác dạy. Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, mà bây giờ ta gọi là trọng dân và trọng pháp. Trọng dân tức là người dân, trọng pháp tức là tôn trọng pháp luật để bảo vệ nhân dân. Đối với công việc phải tận tụy, đối với địch phải cương quyết khôn khéo. 6 điều ấy bây giờ là triết lý hành động của công an nhân dân cách mạng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mà cũng là điều chỉ dẫn cho hành động của tất cả chúng ta.
chúng ta còn kỷ niệm 70 năm lần đầu tiên trong lịch sử quân đội ta, Bác ký lệnh phong hàm đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp lúc bấy giờ có 37 tuổi thôi. Thì các đồng chí nhớ lại nhé, trong cái sắc lệnh của chính phủ Bác ký đấy, phong hàm đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, 37 tuổi, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Việt Nam. Mà sau này Bác đưa ra mặt trận Điện Biên, Bác cho toàn quyền. Ngoài mặt trận, ngoài biên ải, tướng quân toàn quyền quyết định. Chỉ được thắng, không được thua. Bác căn dặn như vậy. Chắc thắng thì mới đánh, mà đã đánh thì phải thắng. Cho nên khi mà đại tướng điện về cơ quan trung ương ở chiến khu Việt Bắc và cho Bác báo tin đã thắng trận, thì Bác có lời khen ngợi. Bác nói là đây mới chỉ là thắng lợi bước đầu thôi, không được chủ quan. Và quả nhiên sau này cuộc kháng chiến thần thánh của chúng ta phải đi qua 1/5 thế kỷ nữa mới hoàn toàn giải phóng được miền Nam. Cái sự kiện ấy chúng ta vừa kỷ niệm năm ngoái 70 năm. Xin các đồng chí nhớ lại, cũng trong cái sự kiện này, Bác chỉ phong tất cả có 9 tướng thôi các đồng chí nhé. Một đại tướng, một trung tướng và 7 thiếu tướng. Mà trung tướng tức là nhân vật thứ hai sau Võ Nguyên Giáp lúc bây giờ là ai các đồng chí? Là trung tướng Nguyễn Bình. Một con người có thể nói là thao lược, một danh tướng của lúc bây giờ. Người ta gọi là độc nhãn tướng quân. Độc nhãn tướng quân vì chỉ còn có một mắt thôi. Nguyễn Bình là tham gia vào Việt Nam Quốc Dân Đảng từ lúc 16 tuổi. Nhưng mà ông sớm nhận ra ngay Việt Nam Quốc Dân Đảng không phải là một đảng cách mạng chân chính, phiêu lưu, mạo hiểm. Cho nên ông quyết định ly khai khỏi cái tổ chức này. Và nó trả thù hèn hạ đến mức nó khoét cả một cái mắt trái của ông ấy. Trên còn có một mắt gọi là độc nhãn tướng quân là thế. Mà năm 48 Bác mới phong nhé các đồng chí nhé. Đấy là vị trung tướng đầu tiên của quân đội cách mạng Việt Nam đấy. Vậy mà từ năm 45, tức là lúc đó chưa phải đảng viên cộng sản, cũng chưa được phong tướng, mà Bác đã lựa chọn làm người chỉ huy trực tiếp tại chiến trường Nam Bộ, gọi là tư lệnh chiến trường Nam Bộ. Ta nhớ lại lịch sử là mùng 2 tháng 9 năm 45 thì tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam độc lập đã ra đời. Nhưng mà ngay sau đó thì miền Nam lại phải đứng mũi chịu sào, kháng chiến chống xâm lược, nước sôi lửa bỏng, thù trong giặc ngoài như vậy. Bác quyết định cử Nguyễn Bình vào ngay chiến trường miền Nam nóng bỏng. Mà còn rất trẻ. Trước đó đã là tư lệnh của Đông Triều, của Hải Phòng rồi. Thế mà khi Nguyễn Bình được Bác gọi đến, Bác nói một câu thôi. Tình hình rất khẩn trương. Bác giao miền Nam cho chú lên đường ngay lập tức. Nguyễn Bình vâng lệnh Bác, nhưng có một điều tâm sự băn khoăn với Bác là thưa Bác, cháu chưa phải đảng viên. Đến tận năm 47 mới được kết nạp đảng các đồng chí. Mà cái cuộc phấn đấu vào đảng của Nguyễn Bình cũng là một tấm gương để chúng ta noi theo. Phấn đấu ròng rã 17 năm liền mới được kết nạp đảng. Bởi vì trong lịch sử đã tham gia Việt Nam Quốc Dân Đảng, cho nên đương nhiên phải trải qua một thử thách. Ông đã bị tù đầy ở Côn Đảo từ năm 1930 ấy, mà đến 1947 mới được kết nạp đảng. Một năm sau Bác phong trung tướng năm 1948. Thế còn lúc đi vào Nam Bộ nhận lệnh của Bác đấy là chưa phải đảng viên. Và Bác trả lời thế nào? Bác trả lời là cộng sản ư, tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết, chú lên đường ngay cho Bác. Ta xem cái bản lĩnh của Bác, tầm nhìn của Bác, cách lựa chọn người của Bác như thế đấy các đồng chí. Thế và Nguyễn Bình với bản lĩnh và tài thao lược của mình đã lập công xuất sắc trên chiến trường Nam Bộ, giải quyết được những vấn đề phức tạp tại chỗ. Cho nên đến thời kỳ mà chuẩn bị đại hội 2 của Đảng năm 51 đấy, Bác và Trung ương lại triệu tập Nguyễn Bình về Việt Bắc.
ý là để bổ nhiệm vào một công việc quan trọng hơn nữa cơ. Nhưng mà chỉ tiếc là trên đường từ Nam Bộ ra Việt Bắc đấy, thì đến biên giới Việt Nam Campuchia bị địch nó bắn chết. Lúc còn rất trẻ, mới có ngoài 40 tuổi. Mà đến tận cuối năm 2000, chúng ta mới tìm được hài cốt của Nguyễn Bình đưa về an táng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong lịch sử quân đội ta, đây là một vị tướng có thể nói là tài ba thao lược, một danh tướng cơ mà. Và có thể nói là bên cạnh Võ Nguyên Giáp là những người mà Bác lựa chọn cất nhắc đề bạt như vậy, bổ nhiệm như vậy, để cho chúng ta học tập Bác về cách dùng người, một vấn đề mà hiện nay đang rất thời sự của chúng ta. Thì cái sự kiện ấy chúng ta cũng đừng quên. Và còn biết bao nhiêu sự kiện khác nữa, trong đó có sự kiện là nửa thế kỷ tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, các đồng chí, lúc Bác 78 tuổi. Thì vừa mới kỷ niệm 50 năm xong. Đấy. Cái bài thơ Tổng Tiến Công Mậu Thân của Bác Xuân Mậu Thân năm 68 đấy, đã đi vào lịch sử các đồng chí, mà chúng ta đều đã học khi chúng ta còn là học sinh, sinh viên. Bài thơ ấy chứa đựng một thông điệp lớn là tiến lên toàn thắng ắt về ta. Bác tin tưởng mãnh liệt rằng cách mạng Việt Nam nhất định thắng, đế quốc Mỹ xâm lược nhất định thua. Bác ghi là đó là một điều chắc chắn. Cái cuộc tổng tiến công đó đã đi qua một nửa thế kỷ rất vĩ đại và oanh liệt, nhưng tiếc là không trọn vẹn. Đến khi toàn thắng được ở miền Nam 30 tháng 4 năm 75 thì Bác không còn nữa. Bác đã đi xa mất 6 năm. Để các đồng chí nhớ lại cái sự kiện là bài thơ cuối cùng chúc Tết của Bác năm 69 ấy. Và cái năm ấy là Bác đi xa, Bác vĩnh biệt chúng ta. Bài thơ ấy vẫn tràn ngập tinh thần lạc quan cách mạng, nhưng đã có một cái gì đó dằn vặt trong tâm trạng của Bác. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp vui nào vui hơn. Đấy là bài thơ chúc Tết cuối cùng của Bác năm 69, cách đây đúng nửa thế kỷ. Các đồng chí còn nhớ lại sự kiện là ngay sau Tết Mậu Kỷ Dậu năm 69 đó đấy, thì Bác của chúng ta tiếp đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam do bác sĩ Phùng Văn Cung làm trưởng đoàn dẫn đầu. Bác ôm lấy Bác khóc: miền Nam trong trái tim tôi, Bác nói như vậy. Bác nói là với miền Nam, dù có nói trăm câu, nghìn câu, vạn câu cũng là không đủ. Hôm nay gặp các vị ở đây, tôi chỉ xin phép nói một câu thôi. Và đắc Bác đọc câu thơ là: bao giờ Nam Bắc một nhà, Việt Nam đại thắng chúng ta vui mừng. Và cái cuộc giải phóng miền Nam đó đã thỏa nguyện lòng mong ước của Bác, chỉ tiếc là Bác không còn nữa. Đấy là một vài nét vắn tắt để ta nhớ lại cái sự kiện của năm ngoái. Còn năm nay 2019 lại đặc biệt cảm động, bởi vì chúng ta kỷ niệm nửa thế kỷ Bác mất. Bác ra đi vào 9 giờ 47 phút sáng ngày mùng 2 tháng 9 năm 69, cách đây đúng nửa thế kỷ. Mà cũng là nửa thế kỷ Đảng ta có 5 lời thề vĩnh biệt Bác, học tập và làm theo Bác từ cái bản di chúc đó. Đấy. Thì cái sự kiện này có thể nói là nổi bật trong năm nay mà chúng ta đã và đang tiếp tục kỷ niệm để học tập làm theo Bác một cách thấm thía nhất. Năm nay, các đồng chí cũng biết là chúng ta còn kỷ niệm 70 năm tác phẩm dân vận. Đồng chí nào làm công tác mặt trận, công tác đoàn thể thì dân vận là một cuốn sách gối đầu giường, một tác phẩm lý luận gối đầu giường đấy các đồng chí. Bác căn dặn chúng ta là dân vận phải đúng lại phải khéo. Dân vận đúng và khéo việc gì cũng xong. Dân vận kém và dở thì việc gì cũng hỏng. Đấy, ý thức tôn trọng nhân dân bắt nguồn từ vai trò của nhân dân như thế đấy các đồng chí. Sau này
Bác còn dặn chúng ta là nhân dân ủng hộ nhiều thì ta thắng lợi nhiều. Nhân dân ủng hộ ít thì ta thắng lợi ít. Nhân dân ủng hộ hoàn toàn thì thắng lợi sẽ hoàn toàn. Đấy cũng chính là lý do vì sao mà năm nay chúng ta chọn cái chủ đề nhân dân trong việc học tập làm theo Bác. Vì vai trò của dân là vô cùng quan trọng, có thể nói là quyết định của lịch sử, mà Bác thể hiện bằng chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc. Tác phẩm Dân vận này để lại cho chúng ta một phong cách khoa học và nghệ thuật về vận động quần chúng. Xin các đồng chí nhớ lại những điều Bác viết trong tác phẩm nhé. Dân vận phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, miệng nói, chân đi, tay làm, thì dân họ sẽ tin, họ sẽ theo. Đấy là cẩm nang của chúng ta trong việc thực hiện công tác vận động quần chúng mà ta gọi tắt là dân vận. Các đồng chí chắc là đều hầu hết đều đã học ở trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, bây giờ là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Năm nay cũng là kỷ niệm 70 năm thành lập học viện đấy các đồng chí. Bác thành lập, Đảng ta thành lập trường Đảng từ trong kháng chiến năm 1949 mà. Và ta nhớ lại lời Bác ghi trong sổ vàng truyền thống của trường Đảng lúc bấy giờ nhé. Học để làm việc, học để làm cán bộ, học để phụng sự tổ quốc, dân tộc, giai cấp và nhân loại, học để làm người. Muốn đạt mục đích ấy, trước hết phải cần kiệm liêm chính. Tức là đức là gốc, là hàng đầu. Những điều căn dặn ấy của Bác sẽ mãi mãi còn giá trị. Mà năm nay là sự kiện 70 năm học viện của chúng ta ra đời. Đấy. Đặc biệt nữa, nếu như năm ngoái ta kỷ niệm 60 năm tác phẩm Đạo đức cách mạng của Bác, Bác viết tác phẩm này từ năm 1958 và đăng toàn văn trên tạp chí Cộng sản, lúc bây giờ gọi là tạp chí Học tập, cơ quan lý luận của Đảng ta đấy, bây giờ gọi là tạp chí Cộng sản, thì năm ngoái là tròn 60 năm cái tác phẩm Đạo đức cách mạng. Thì năm nay ta lại kỷ niệm tiếp 50 năm Bác viết tác phẩm cuối cùng mà cũng xoay quanh chủ đề đạo đức cách mạng mà chúng ta đã từng nghiên cứu đấy. Bác đặt tên tác phẩm là Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Sau này chúng ta xin phép Bác để sửa lại cái đầu đề, vì nó có cái đầu đề như hiện nay chúng ta đã biết, đó là nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Nếu chúng ta biết rõ tường tận xuất xứ ra đời của tác phẩm này, cũng như phong cách làm việc chỉ đạo của Bác, ý thức dân chủ của Bác trong việc lắng nghe ý kiến của đồng sự, của cấp dưới, của những người bên cạnh mình, thì ta càng thấy Bác là một tấm gương mẫu mực để noi theo. Tôi kể vắn tắt cái sự kiện này để chúng ta nhớ lại này. Năm 1969 là năm Bác sửa di chúc lần cuối cùng, từ tháng 5 năm 69 đúng vào dịp sinh nhật. Đấy là sửa lần cuối cùng, 4 tháng sau thì Bác vĩnh biệt chúng ta vào tháng 9 năm 69. Thế còn năm 69 ấy, Đảng ta là 39 tuổi. Mùng 3 tháng 2 năm 69 Đảng tròn 39 tuổi. Lúc đó Bác 79 tuổi. Vì 40 tuổi Bác thành lập Đảng. Trước đó 30 năm, 30 tuổi, năm 1920 Bác còn thành lập Đảng Cộng sản Pháp nữa kìa, ở nước Pháp đấy. Và 10 năm sau Bác thành lập Đảng ta lúc 40 tuổi. Thì khi Đảng 39 tuổi thì Bác 79 tuổi. Bác quyết định phải có một tác phẩm lý luận làm tài liệu học tập thống nhất trong toàn Đảng. Và Bác xây dựng cái chủ đề, cái bài báo quan trọng này tên là Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Và Bác cho mời đồng chí trưởng ban tuyên huấn Trung ương, bây giờ ta gọi là tuyên giáo Trung ương, và đồng chí chánh văn phòng Trung ương cùng với thư ký của Bác là đồng chí Vũ Kỳ đến. Bác giao nhiệm vụ. Đây cũng là một điều lạ các đồng chí, bởi vì thông thường thì Bác trực tiếp viết. Đến ngay cả thư cho thiếu nhi trung thu ngày khai giảng Bác cũng viết. Thư cho đồng bào, cho chiến sĩ, cho các cụ phụ lão Bác cũng trực tiếp viết.
Còn đương nhiên những văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước như tuyên ngôn độc lập, như báo cáo chính trị, bác đều trực tiếp soạn thảo cả. Vậy mà sao lần này bác lại không viết? Bác giao cho chúng ta viết, nhưng bác chuẩn bị trước cho chúng ta một quá một nửa rồi. Người ta gọi bác là một nhà thiết kế lý luận, còn chúng ta thể hiện tư tưởng của bác như kiểu thi công vậy thôi. Bác đặt tên tác phẩm nhé, bác xây dựng đề cương nhé, bác nêu rõ từng ý một xây cái gì, chống cái gì trong cái bài báo đó. Bác nói là nhân dịp thành lập Đảng 39 năm, 39 tuổi, các chú về chuẩn bị cho bác bài báo này và phải đăng trên báo Đảng đúng ngày mùng 3 tháng 2 để cho toàn Đảng học tập. Bác cho các chú một tuần để chuẩn bị, thể hiện cho bác theo cái đề cương này. Mà bác rất dân chủ, bác không bao giờ áp đặt cả. Bác nói là các chú phải thảo luận với bác đã, xem có thống nhất như vậy không, có đồng ý không thì mới làm tốt được. Nếu có ý kiến gì khác thì cứ nói, thậm chí trái vị bác cũng không sao cả, cứ nói hết. Phải thống nhất đã rồi mới thực hiện. Đấy, phong cách dân chủ của bác là như vậy. Không bao giờ áp đặt ai một cái gì, không bao giờ ra lệnh cả, chỉ gợi mở, giải thích, cổ vũ và động viên thôi. Bác còn chỉ dẫn là không viết dài, phong cách của bác là ngắn gọn mà, ta đều biết cả. Bác giao hẹn là bài báo này tối đa chỉ 1.000 từ thôi, ngắn hơn thì càng tốt, mà bác cho các chú một tuần để chuẩn bị. Thế là chúng ta về thực hiện lời bác, sau khi thảo luận với bác hoàn toàn nhất trí với đầu đề mà bác đặt ra. Thế và một tuần lễ chuẩn bị xong, ta có lực lượng, có bộ máy, có chuyên gia chuẩn bị theo đúng đề cương của bác. Một tuần sau đến nộp bài cho bác. Bác xem qua không chữa một chút nào, bác trả lại. Bác dặn là các chú về nhân ra làm nhiều bản khác, gửi cho các đồng chí lãnh đạo đọc và chữa trực tiếp vào văn bản như chúng ta làm hiện nay. Và các chú tổng hợp lại thành một bản mới đưa bác duyệt lần cuối cùng rồi mới đăng. Bước đi trình tự làm việc của bác khoa học đến như thế. Bác cho các chú thêm 3 ngày nữa. Đấy. Có một bài báo 1.000 từ, bác chuẩn bị cho quá nửa rồi. Bác cho 10 ngày để chuẩn bị. Thế là ta lại về tiếp tục hoàn thiện theo ý của bác. Đúng 3 ngày sau đến nộp bài cho bác. Bác bảo bây giờ các chú tạm nghỉ, bác xin các chú 1 ngày để chữa. Thế hôm sau hồi hộp lắm đến để lạy bài của bác. Thì các đồng chí có hình dung nổi là tình hình xảy ra như thế nào không? Đây các đồng chí này, bản di chúc của bác, văn của bác, ý của bác mà bác chữa đến như thế này. Đây là bản chữa năm 78, lúc bác 70, năm 68, lúc bác 78 tuổi. Thế bây giờ khi bác trả lại bài cho chúng ta, không còn chỗ nào là không có mực đỏ, còn lại mỗi cái đầu đề đấy các đồng. Thế là ta ân hận quá, xót xa vì bác cao tuổi mà ta làm chưa được bác vui lòng. Cho nên đồng chí trưởng ban tuyên huấn lúc bấy giờ mới thưa với bác là: thưa bác chữa hết cả thế này rồi còn gì nữa. Bác cười, bác bảo bác chữa nhiều thật, bác công nhận, nhưng bác vẫn cố giữ ý của các chú đấy. Ý là cái đầu đề các đồng chí, mà đầu đề là của bác đặt ra chứ. Nhưng mà vì ta đồng ý với bác như thế, chuyên chuyển từ ý của bác thành ý của chúng ta. Bác nói câu này là vô cùng tinh tế và bao dung. Ta phải nhận ra điều đó chứ. Thế chúng ta lại chưa đến một cái sự sâu sắc như thế. Thấy bác không bao giờ nặng lời, vẫn vui vẻ như trước, chuyên mới tranh thủ hội ý nhanh với nhau giữa hai đồng chí này, ông trưởng ban tuyên huấn Trung ương với ông chánh văn phòng Trung ương, hai nhân vật rất quan trọng trong Trung ương đấy các đồng chí nhé. Hay là đề nghị với bác đổi đầu đề các đồng chí, đổi ngược lại, nâng cao đạo đức cách mạng trước rồi quét sạch chủ nghĩa cá nhân sau. Thế là trình bày với bác, xin phép bác để đổi đầu đề. Bác nói là sao các chú lại đề nghị đổi đầu đề, khi thảo luận các chú cũng tán thành với bác như thế cơ mà. Thế ta thưa với bác là đúng là như vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy là đảng ta đa số là tốt, số xấu xa hư ỏng, bây giờ ta gọi là suy thoái đấy, ít thôi.
Cho nên đề nghị bác lấy xây là chính, nâng cao đạo đức cách mạng trước để chống chủ nghĩa cá nhân sau. Thật ra đây chỉ là hình thức thôi các đồng chí nhé, đây chỉ là logic hình thức thôi, chứ thật ra xây và chống là một, là đồng thời. Đấy. Thế để bác ngẫm nghĩ một lúc, bác nói là ý của chú cũng có lý, cũng có lý các đồng chí. Đấy. Bác dân chủ đến thế đấy, ai có điều gì đúng và có lý bác thừa nhận ngay, không bao giờ định kiến, không bao giờ tự ái, dù mình là người cao nhất. Bác là chủ tịch đảng, chủ tịch nước cơ mà. Đỉnh cao quyền lực tập trung ở bác, mà bác hết sức dân chủ. Chứ năm nay có cái câu là phát huy dân chủ là thế đấy các đồng chí. Nhưng bác rất cẩn thận, bác quay sang hỏi đồng chí chánh văn phòng trung ương ý chú thế nào, thì đã thảo luận với nhau rồi. Cho nên chúng ta thưa là thưa bác, cháu cũng đồng ý như vậy. Bác nói ngay, ở đây các chú có hai người, bác chỉ có một mình bác thôi. Các chú là đa số, bác là thiểu số. Mà trong đảng ta nguyên tắc tập trung dân chủ là thiểu số phục tùng đa số. Dù bác là cao nhất, nhưng bác cũng vẫn là một đảng viên, một thành viên của đảng. Bác chấp hành. Bác đồng ý cho các chú sửa, sửa đầu đề. Bác nói ngay là ý của các chú cũng có lý, mà các chú lại là đa số cho nên bác tán thành. Chứ không chỉ vì riêng là đa số đâu các đồng chí nhé. Thế là ta mừng quá, xin phép bác về để đến làm việc với báo Nhân Dân kịp đăng vào ngày mùng 3 tháng 2. Bác có cho về đâu. Bác bảo khoan đã, để bác hỏi các chú một câu đã rồi hãy về. Giả sử các chú dành dụng được tiền, mua sắm được một bộ bàn ghế giường tủ mới, liệu các chú có kê ngay vào trong nhà không? Hay trước hết phải quét sạch rác rưởi trong nhà đi đã? Các đồng chí hiểu ý của bác chứ? Tức là bác vừa tán thành với chúng ta mà vẫn băn khoăn muốn bảo lưu ý kiến của mình. Đấy. Thế ta được bác hỏi đột ngột như vậy cho nên còn đang suy nghĩ chưa kịp trả lời thì bác lại ngắt lời. Bác bảo thôi, bác nêu ý như vậy thôi, các chú cứ nghĩ đi đã, chưa vội trả lời bác ngay đâu. Đây là một vấn đề lớn lắm đấy. Các đồng chí có thấy đúng không? Tập trung dân chủ là một nguyên tắc cốt từ của đảng, nhưng mà đi vào thực hành ấy, gặp bao nhiêu tình huống phức tạp, không dễ một chút nào. Chứ bác nói như vậy là rất thấm thía, phải suy nghĩ đã. Và bác nói thế này này, bây giờ các chú về gặp tổng biên tập báo Nhân Dân, làm việc để đăng bài báo này cho nó kịp. Đấy. Bác nhờ các chú một việc, ta xem bác cái việc bác nhờ nhé. Bác xử lý vấn đề rất khéo các đồng chí. Bác bảo đầu đề như các chú đề nghị sửa cũng được, cũng được, vì các chú cũng có lý. Nhưng mà xin các đồng chí nhớ là có lý lúc bấy giờ thôi nhé, trong bối cảnh những năm 60 thôi, chứ bây giờ thì không có lý nữa. Bởi vì nghị quyết 4 của đảng ta khóa 11, khóa 12 đều nêu rõ là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên các cấp, kể cả cán bộ cấp cao, cũng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cơ mà. Thì bây giờ hoàn toàn rõ ràng là không có lý nữa. Nhưng càng thấy rõ ý tưởng ban đầu của bác là vô cùng thấm thía, sâu sắc. Bác cân nhắc đủ mọi nhẽ rồi mới quyết định. Bác nhờ các chú một việc, đầu đề như các chú đề nghị sửa cũng được, cũng được. Nhưng nói với tổng biên tập cho bác một câu, trong ruột bài báo, tức là trong nội dung đấy, trong ruột bài báo nhất thiết phải in đậm cho bác một câu, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Thì đúng là bác là một cái mẫu mực về thực hành tập trung dân chủ. Trong cái câu ấy của bác đấy, dường như bác là mẫu cho chúng ta một bài tập thực hành về tập trung dân chủ, vừa tôn trọng người khác, vừa giữ được ý kiến độc lập của cá nhân mình. Đấy, ta xem, tôn trọng dân, phát huy dân chủ là như vậy. Nó cũng có liên quan đến cái câu chuyện về ngôi nhà sàn bác ở. Và cái ngôi nhà bây giờ ta gọi là ngôi nhà 67, ta vào thăm bác nhé. Chỗ nhà 67, nó có cái biển là nhà 67 đấy, chính là nơi thắp hương bàn thờ của bác đấy. Nó là cái hầm trú ẩn tránh bom Mỹ, cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đấy. Bác có ở cái ngôi nhà sàn ngay từ đầu đâu,
mà đã xây đâu. Bác ở trong cái căn phòng chật hẹp, nóng bức của người công nhân thợ điện thời Pháp cơ. Đấy. Mãi sau này mới xây dựng cái ngôi nhà đó và nói thiết tha mãi bác mới ở đấy các đồng chí. Đấy. Mà cái ngôi nhà sàn này chỉ vẻn vẹn có 2 phòng nhỏ, mỗi phòng trên dưới 10 mét vuông thôi. Ta vào tận nơi thăm ta đều biết cả. Mà khi mời bác vào ở, bác bảo bác chỉ ở 1 phòng thôi. Một phòng dành riêng cho chú Tô. Chú Tô tức là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, học trò xuất sắc của bác, vị thủ tướng lâu năm của chúng ta, người làm việc suốt đời bên cạnh bác này. Thế mà thủ tướng thương bác quá, lấy lý do là còn chăm sóc gia đình riêng, chuyên xin phép bác ở một chỗ khác để bác ở, bác làm việc. Có 2 phòng nhỏ đấy mà, mỗi phòng có 10 mét vuông thôi. Đấy. Ta vào thăm còn nguyên cả cái giường một đơn sơ, giường mây chiếu cói cả. Đến một thân một mình trong suốt cả cuộc đời. Còn cái ngôi nhà 67 đấy, như tôi đã nói là làm trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nó đe dọa là đưa miền Bắc trở lại thời đồ đá cơ mà, hủy diệt toàn bộ để ngăn chặn chúng ta chi viện cho miền Nam. Thời kỳ ấy bác đã đau tim rất nặng rồi. Trên các thầy thuốc khuyên bác là không nên ở, ở trên tầng gác, leo cầu thang rất nguy hiểm. Và đề nghị với Trung ương bố trí cho bác ở ngay dưới tầng 1. Tức là phải làm một cái ngôi nhà khác để bác đỡ khó khăn trong đi lại, rất sức khỏe của bác. Mà phải làm cấp tập trong thời gian bác đi công tác ở Liên Xô, ở nước ngoài. Cái thời kỳ mà ký các cái tuyên bố chung của các đảng đấy các đồng chí. Đấy. Để khi về thì mời bác vào ở ngay. Bác không nỡ từ chối. Vì Trung ương cũng hiểu bác không bao giờ đòi hỏi một cái gì. Thế là khi bác về, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn mời bác vào ở cái ngôi nhà 67 này. Bác đừng ở cái ngôi nhà sàn nữa. Bác đừng leo cầu thang nữa, nguy hiểm cho sức khỏe của bác lắm. Bác nói thế nào các đồng chí? Bác bảo chú nào làm thì chú đó ở. Bác không ở đâu. Bác ở nhà sàn là đủ lắm rồi. Thế đồng chí Lê Duẩn mới thưa lại là thưa bác không ai làm đâu. Đây là quyết định của Trung ương. Đây là nghị quyết của Bộ Chính trị, mong bác chấp hành. Vì bác là đảng viên mà, mong bác chấp hành. Bác nói ngay, nếu là nghị quyết của Trung ương, là quyết định của Bộ Chính trị thì bác chấp hành. Nhưng bác cũng không ở. Hãy để làm nơi họp Trung ương, nơi bác tiếp khách quốc tế, nơi bác đón đồng bào miền Nam ra thăm. Bác chỉ ở cái ngôi nhà ấy đúng 21 ngày. 3 tuần lễ cuối cùng rồi bác mất. Đấy. Thế còn việc bác chấp hành này, vì bác là một đảng viên, dù bác là trong toàn đảng, bác là lãnh tụ tối cao. Các đồng chí có biết là bác sinh hoạt chi bộ ở đâu và với ai không? Bác sinh hoạt chi bộ với các đồng chí phục vụ, các đồng chí lái xe bảo vệ cần vụ của bác. Mà trong chi bộ đó bác là một đảng viên thường đấy nhé, chứ không phải cấp ủy đâu. Bí thư chi bộ của bác là ai các đồng chí? Bí thư chi bộ của bác chính là đồng chí Vũ Kỳ đấy. Đấy. Mà bác tấp chấp hành nghị quyết của chi bộ của đảng rất là nghiêm túc. Đấy là một tấm gương để chúng ta noi theo. Cho nên mỗi lần mà có việc cần nhờ đồng chí Vũ Kỳ giúp đấy, là bác gọi đồng chí Vũ Kỳ ra với tư cách là người giúp việc của bác, là thư ký của bác, chứ không phải là bí thư chi bộ đâu. Đấy. Đặc biệt nữa là trong suốt 1/4 thế kỷ giúp việc bác, đồng chí Vũ Kỳ không giữ một chức vụ chuyên môn nào đâu, về mặt chính quyền ấy. Còn trong đảng thì ông là bí thư chi bộ của bác, bí thư cấp ủy của bác. Đấy. Còn suốt 25 năm giúp việc bác từ bác bó cho đến khi bác mất ấy, đều chỉ là người giúp việc thôi, liên tục không thay đổi. Còn các thư ký khác có thể thay đổi, có thể đề bạt bổ nhiệm, ông Vũ Kỳ bác giữ từ đầu đến cuối và được bác tin cậy giao cho giữ bản di chúc này. Thì năm nay cái tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đó là tròn 50 năm. Đây chính là tác phẩm cuối cùng của bác. Chứ di chúc đấy, bác viết trước đó từ năm 65, chứ không thể gọi là tác phẩm cuối cùng được. Đấy là một trong tác phẩm cuối đời bác thôi. Còn tác phẩm cuối cùng của bác là xoay quanh chủ đề đạo đức cách mạng. Thì những sự kiện như thế chúng ta kỷ niệm trong năm nay
là rất có ý nghĩa để nó liên quan đến cái việc chuẩn bị công tác cho Đại hội 13, nhất là văn kiện. Trong văn kiện chính trị Đại hội 13 thì Đảng ta có một nhiệm vụ quan trọng là phải tổng kết 30 năm thực hiện cương lĩnh của Đảng. Cương lĩnh 91 đến đại hội là tròn 30 năm. Để công việc đó đang bắt đầu. Thì tôi nêu một vài sự kiện như vậy để chúng ta thấy rõ vì sao cái chủ đề năm nay nó lại có ý nghĩa. Bây giờ ta đi vào nội dung và mối quan hệ của các cái mệnh đề trong cái chủ đề năm nay. Đầu tiên là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân đã. Thứ hai là phát huy dân chủ. Và thứ ba đi liền với nó là chăm lo đời sống của nhân dân, thực hiện lợi ích cho dân. Thì các đồng chí nhớ lại cái sự kiện là bác có một chỉ thị như thế này: chúng ta phải làm ngay, làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, được học hành. Đấy là việc cấp bách. Ngay sau khi chính quyền dân chủ đã ra đời thì có thể nói là chữ dân ấy là một cái chữ nổi bật trong tư tưởng đạo đức phong cách của bác. Nếu là một phép thống kê theo kiểu toán học này thì chúng ta tìm thấy là trong cái bảng từ vựng của Hồ Chí Minh, tức là ngôn ngữ của bác đấy, chữ dân là chiếm tần số lớn nhất, có vị trí lớn nhất. Đấy. Trong bản di chúc này này, đậm đặc tư tưởng nhân dân, chữ dân. Đấy. Đảng cũng vậy, cũng chỉ vì dân thôi. Cho nên bác dặn là trước hết nói về đảng, nhưng mà đầu tiên lại là công việc với con người. Mà 1.000 từ trong di chúc đấy, chỉ có 2 chỗ bác nói đến chủ nghĩa xã hội thôi. Đấy. Còn toàn bộ là tư tưởng chăm lo đời sống cho nhân dân. Đấy. Và chữ dân là một cái điều đau đáu thường trực trong cả cuộc đời của bác, từ đầu đến cuối, một cách nhất quán. Hơn thế nữa, ta trở lại tác phẩm mà ta đã nói lúc đầu là Dân Vận năm 1949 nhé. Không phải ngẫu nhiên mà mở đầu tác phẩm Dân Vận, bác đưa ra cả một lý thuyết về dân chủ. Nước ta là một nước dân chủ, chế độ ta là một chế độ dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều là của dân, bao nhiêu quyền hành cũng thuộc về dân, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Đấy, chữ dân của bác là như thế. Và vì thế có thể nói là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân là tiền đề nhận thức để thực hành dân chủ, tức là phát huy dân chủ. Và cái mục đích hướng tới đấy là chăm lo đời sống, lợi ích vật chất tinh thần cho người dân. Đấy là mục đích cao quý của chúng ta, cũng là lý do tồn tại của Đảng. Đảng tồn tại chỉ vì dân, không vì bất cứ một lý do gì khác. Trên bác mới căn dặn chúng ta là không làm điều gì trái ý dân. Đấy. Mọi việc lớn nhỏ, trước mắt cũng như lâu dài, đều phải xuất phát từ nguyện vọng của dân. Đấy. Và không làm điều gì trái ý dân. Đấy. Bác gọi là ý dân là ý trời cơ mà. Đấy. Đấy. Ta gọi là dân là chủ thể cơ mà. Và bác coi là dân chủ không có gì khác, chính là dân là chủ và dân làm chủ. Cho nên không những không làm điều gì trái ý dân mà phải thuận với lòng dân. Nếu dân hiểu chưa đúng thì phải giải thích cho dân rõ. Mà nếu dân có ý kiến đúng thì chúng ta phải noi theo, phải làm theo. Lấy dân làm gốc là thế. Dân là gốc của nước là vì thế. Đấy. Và dân cũng là quyết định. Điều này để các đồng chí hiểu rõ vì sao khi mà ở cương vị trưởng ban chỉ đạo soạn thảo hiến pháp đầu tiên của nước ta năm 46 đấy, năm 45-46 đấy, thì bác đã đưa tư tưởng nhân dân, trọng dân, tư tưởng dân chủ vào bản hiến pháp đầu tiên. Chỉ tiếc là cuộc kháng chiến chống Pháp nó nổ ra, chuyên hiến pháp này chưa có điều kiện thực hiện thôi, chứ còn tư tưởng thì rất lớn các đồng chí. Lớn đến mức mà ngay cả hiến pháp 2013 là bản hiến pháp mới nhất của chúng ta hiện nay đấy, cũng chưa đạt đến tầm dân chủ của hiến pháp năm 46 đâu. Đấy là điều mà các đồng chí nào làm về công tác luật pháp, tư pháp thì quá rõ rồi đúng không?
Bác ghi là mọi công việc trọng đại của quốc gia phải đưa ra cho toàn dân phúc quyết cơ mà. Chứ phải có luật trưng cầu dân ý. Và phải thực hiện trưng cầu dân ý mỗi khi đất nước có những việc hệ trọng. Đấy. Bác nghĩ đến điều đó từ năm 46 và ghi vào bản hiến pháp đầu tiên. Cho nên tư tưởng dân chủ, tư tưởng trọng dân là huyết mạch trong tư tưởng về soạn thảo hiến pháp, tức là trong lịch sử lập hiến của nước ta lúc bây giờ cho đến tận bây giờ. Chưa kể đến một cái mệnh đề rất sâu sắc của bác mà có lẽ các đồng chí chúng ta, nhất là các đồng chí đang giữ trọng trách, mong các đồng chí suy nghĩ kỹ này. Bác nói là phải ra sức giải phóng sức dân. Đầu tiên phải giải phóng sức dân đã. Trong đó có cả tư tưởng của dân, tinh thần của dân. Chứ đổi mới của chúng ta là không chỉ giải phóng sức sản xuất mà còn giải phóng mọi tiềm năng của xã hội. Thì có thể nói là bác nói là giải phóng sức dân, nhưng lại phải chăm lo phát triển sức dân. Mà phát triển sức dân rồi phải tiết kiệm sức dân, để luôn luôn bồi dưỡng sức dân. Trên tư tưởng về dân là tư tưởng đậm nét nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh, và nó thể hiện thành đạo đức, thành phong cách. Ở đây có một mối quan hệ đặc biệt giữa tư tưởng với đạo đức và phong cách. Và chỗ này khi nghiên cứu tài liệu của Trung ương, mong các đồng chí cố gắng tìm rõ cái mối liên hệ này nhé. Tư tưởng, đạo đức, phong cách là một, là một chỉnh thể không tách rời đâu. Cho nên có thể có nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhưng mà nếu tư tưởng thể hiện thành đạo đức, tức là hành động, và phong cách là kết tinh đặc sắc của cả tư tưởng lẫn đạo đức, thì ý thức tôn trọng nhân dân của bác vừa ở trong tư tưởng, vừa ở trong đạo đức, vừa có trong phong cách. Cũng như vậy, thực hành dân chủ, phát huy dân chủ là một tư tưởng chính trị lớn của bác, nhưng cũng là thước đo đạo đức của bác, trọng dân và hành động của bác. Đó là thành phong cách, từ phong cách tư duy đến phong cách làm việc, và nhất là phong cách ứng xử của bác vô cùng tinh tế và bao dung. Đấy. Rồi là chăm lo đời sống của nhân dân, thực hiện lợi ích của dân theo nguyên tắc công bằng và bình đẳng, thì có thể nói đây chính là chỗ nổi bật đặc sắc nhất của bác. Cả đời bác chỉ vì dân, đứng ngoài vòng danh lợi, không màng danh lợi, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Bác gọi là giặc nội xâm chính là như vậy. Thì các đồng chí thử theo dõi xem, có thể nói là trong toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ấy, đúng là chữ dân là chữ nổi bật nhất, gọi là có tần số lặp đi lặp lại nhiều nhất, lớn nhất. Bác dùng khái niệm dân theo nhiều nghĩa lắm đấy các đồng chí nhé. Có khi gọi là nhân dân, có khi gọi là quần chúng, có khi gọi là đồng bào. Đồng bào cả nước mà. Đồng bào tức là cùng một cội nguồn. Cha là Long Quân và mẹ Âu Cơ đấy, là như thế đấy các đồng chí. Đồng bào là cùng một bọc. Mà Thanh Hóa chúng ta là một cái địa bàn có thể nói là cộng đồng các dân tộc Việt Nam thu nhỏ ở đây. Các dân tộc đấy. Nhân dân, quần chúng, đồng bào. Và gọi chung quy lại là một chữ, đó là chữ dân. Đấy. Dân ở đây là ai? Dân không chỉ là người dân đâu, ngay cả cán bộ đảng viên chúng ta trước hết cũng là dân đã. Là công dân của nhà nước pháp quyền, rồi là cán bộ đảng viên của đảng cầm quyền, là công chức của nhà nước, làm việc trong các cơ quan công quyền để phục vụ nhân dân. Đấy. Thế là mỗi người chúng ta cũng là tư cách người dân. Có đứng ở tư cách người dân thì mới thấu hiểu được nhân dân. Mới có thể là cảm thông được với nhân dân và hành động vì nhân dân. Cái chữ vì dân ấy chính là động cơ mục đích cao quý. Mà nhờ có động cơ mục đích cao quý này mới có thể có hành động đúng đắn, trung thực và nhất quán được. Đấy. Dân theo nghĩa rộng còn là dân tộc. Mà rộng hơn nữa là nhân loại. Chứ tại sao bác có nhiều bạn bè trên thế giới đến như vậy các đồng chí? Chữ dân là vượt ra khỏi quốc gia dân tộc mà đến với bến bờ nhân loại nữa. Đấy. Nó bắt nguồn từ cái định nghĩa của bác về con người các đồng chí.
Một cái phong cách của bác tức là rất giản dị sâu sắc, giản dị mà sâu sắc. Vì giản dị thật ra là đến chỗ tột cùng sâu sắc thì mới giản dị được. Đấy là bản lĩnh văn hóa của bác. Bác nói là chữ người có nhiều nghĩa. Nghĩa hẹp nhất, nghĩa trực tiếp là những người trong một gia đình cùng ruột thịt máu mủ, huyết tộc với nhau. Nghĩa rộng hơn là đồng bào cả nước. Nghĩa rộng nhất là cả thế giới nhân loại. Cho nên xét ra ở đời này chỉ có hai giống người mà thôi. Giống người tốt và giống người xấu. Đế quốc thực dân là xấu, là một lũ ác quỷ, phải đánh đuổi nó đi. Còn đồng bào, anh em, đồng chí cùng chung cảnh ngộ, cùng chống đế quốc phong kiến để giải quyết độc lập, tự do, hạnh phúc là anh em, đồng chí của nhau. Là như vậy. Thì có thể nói là với tư duy khoáng đạt như thế, cho nên bác dùng chữ dân theo nhiều nghĩa, mà bắt nguồn từ một cái quan niệm cũng rất linh hoạt của bác về chữ con người. Bác không nói hàn lâm kinh điển, bác học như chủ nghĩa Marx, bác nói giản dị như vậy nhưng lại đúng bản chất. Hay là dân chủ cũng thế. Dân chủ khi nói về lý luận thì bác nói là dân là chủ và dân làm chủ. Thế nhưng mà trong lúc đối thoại thông thường hàng ngày, có lần bác hỏi nhà thơ Tố Hữu thế này, các đồng chí này. Nhà thơ Tố Hữu là nhà thơ lớn của cách mạng Việt Nam và là người được bác rất yêu quý, là người có bài thơ hay nhất viết về Bác Hồ, chúng ta đều biết cả. Bác hỏi nhà thơ Tố Hữu một câu là: chú là người được đi nhiều, hiểu rộng, biết rộng, bây giờ chú thử nói cho bác xem thế nào là dân chủ. Nhà thơ lại tưởng bác hỏi về lý luận mà, các đồng chí. Thế là bao nhiêu tri thức học được ở trường đảng là nói rất là trôi chảy lưu loát với bác. Bác kiên nhẫn nghe hết. Nghe xong bác cứ tủm tỉm cười, bác bảo: bác chỉ cần chú nói một câu thôi mà sao chú nói nhiều vậy. Nói một câu là khó lắm đấy các đồng chí nhé. Tức là nó thành cái tinh chất của vấn đề là ở đâu cơ. Một câu thôi. Thế là lúng túng không nói được. Bác bảo: thế để bác nói vậy. Bác nói ý của bác thôi, bác không áp đặt ai cả. Chúng ta nhớ dân chủ tức là biết lắng nghe. Dân chủ không bao giờ lấy mình làm cái chân lý tối cao là duy nhất cả đâu. Không áp đặt. Bác là thế. Bác bảo: thế thì để bác nói vậy. Bác bảo: dân chủ có gì đâu mà chú cứ làm cho nó mênh mông lên thế. Dân chủ theo bác là làm sao cho dân họ mở mồm ra. Dân là chủ mà. Dân có tiếng nói của họ. Kể cả tiếng nói phê bình, đánh giá chúng ta. Và bây giờ dân còn kiểm soát chúng ta nữa. Mọi hành vi, mọi việc làm của cán bộ, đảng viên, công chức bây giờ đặt dưới cái sự giám sát, đánh giá của người dân. Và rõ ràng là từ thực tiễn hiện nay mà đảng ta đi tới một nhận thức là niềm tin của dân, sự đánh giá của người dân, mức độ hài lòng của người dân chính là thước đo quan trọng về hiệu quả công tác lãnh đạo của chúng ta. Thì chính bắt nguồn từ chỗ này thì các đồng chí. Cũng như vậy, bác hỏi đồng chí Hà Huy Giáp là một nhà lý luận, đồng thời là một nhân vật quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, lãnh đạo nhà nước về văn hóa. Bác hỏi thế này nhé: chú thử nói cho bác xem chú hiểu thế nào là chủ nghĩa xã hội. Ta cũng lại cứ nghĩ rằng bác hỏi về lý luận thì bao nhiêu chữ nghĩa sách vở, thánh hiền bác cứ nói trôi chảy cả. Bác nói thế này này: bác chỉ cần chú nói một câu thôi, chứ không nói dài như vậy. Thế không nói được. Bác bảo: thế để bác nói vậy. Bác nói câu này ta thấy có thấm thía không các đồng chí? Bác bảo: chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ấy chỉ cần 5 chữ thôi. 5 chữ thôi các đồng chí. Ta thử xem 5 chữ này bây giờ ứng vào chúng ta nhé. Ngay cả với Thanh Hóa này có đúng không nhé. Bác bảo chỉ cần 5 chữ thôi. Đó là lý kết hợp với tình. Thế là thành chủ nghĩa xã hội. Thấu lý đạt tình. Lý đây không phải là cái lý trí thông thường đâu các đồng chí nhé. Không phải cái lý lẽ thông thường ngoài đời đâu. Lý đây tức là lý luận. Là khoa học, là trí tuệ, là quy luật. Tình ở đây cũng không phải là cái tình cảm nể nang, cả cảm tính đâu. Tình đây chính là giá trị sâu thẳm của chủ nghĩa nhân văn. Lý kết hợp với tình tức là khoa học gắn liền với nhân văn, nhân đạo.
thì sẽ dẫn đến chủ nghĩa xã hội. Ý tưởng của bác là như thế. Trên nghiên cứu Hồ Chí Minh ấy, nếu chỉ thấy bề mặt trên câu chữ đấy thì không thấy được bao nhiêu đâu. Phải thấy điều sâu xa bác gửi gắm ở đằng sau câu chữ, ở ngoài câu chữ. Người ta gọi là bác Hồ là nhà tư tưởng ở giữa hai dòng chữ. Ý tại ngôn ngoại, hàm xúc dư ba, tư tưởng nó thoát ra khỏi câu chữ. Mà đấy mới là cái chỗ khó. Cho nên chính vì vậy, các đồng chí chúng ta không bao giờ quên cái giải thích của nhà sư Nhật Bản về ý nghĩa của chữ Hồ Chí Minh. Các đồng chí biết, có biết cái câu chuyện cảm động này không? Ở Nhật Bản có một ngôi chùa lớn nổi tiếng ở Cố Đô đấy, là chùa Thanh Thủy Tự. Mà trụ trì cái ngôi chùa này là một nhà sư nổi tiếng, người ta gọi là một vị đại sư, tức là cụ Onishi. Thế mà khi bác mất đấy, cụ Onishi là viết cả một bài thơ gọi là Thi Điếu để khóc bác. Mà cụ lặn lội cất công từ Nhật Bản đến Pháp, đến Paris, trao cho nhà ngoại giao Việt Nam Võ Văn Sung, lúc bây giờ đang ở đó trong cái cuộc đàm phán ngoại giao, trao cho nhà thơ của Việt Nam, nhà ngoại giao Việt Nam cái bài thơ khóc bác này. Tình cảm của họ với bác Hồ chân thành, ngưỡng mộ, sùng kính như thế đấy, gọi là Thi Điếu. Và cụ giải thích cho chúng ta thì ta vô cùng xúc động và tự hào về cái nghĩa Hồ Chí Minh. Các đồng chí nhớ là khi về nước ở Bắc Bó Cao Bằng, bác chưa dùng là Hồ Chí Minh ngay đâu nhé. Bác vẫn là Nguyễn Ái Quốc. Còn trong dân gian, bác là già ông Ké, già Thu. Đến khi viết lịch sử nước ta đây các đồng chí này, cái cuốn sách nhỏ này, các đồng chí tìm đọc nhé. Bác viết bằng thơ, gọi là diễn ca mà. Việt Nam diễn sử ca lịch sử nước ta năm 1942 thì bác mới chính thức dùng tên là Hồ Chí Minh. Và bác dùng chữ Hồ Chí Minh đến tận khi mất trong di chúc. Và cụ Onishi của Nhật Bản giải thích cho ta cái chữ Hồ Chí Minh phiên âm ra tiếng Nhật nó là thế này các đồng chí này. Hồ tức là Bồ Tát. Hồ này tức là Bồ Tát. Bồ Tát tức là Đức Phật. Chí Minh tức là chi dân, chi thức, trí tuệ của nhân dân. Vị Bồ Tát thời hiện đại mang trí tuệ sáng suốt, anh minh của nhân dân. Đấy, Hồ Chí Minh là thế. Mà bác bắt đầu dùng từ năm 1942. Ta mới hiểu vì sao mà viết lịch sử nước ta trong hoàn cảnh ở giữa núi rừng Việt Bắc trong hang đá. Lấy đâu ra tài liệu các đồng chí? Chỉ bằng trí nhớ thôi. Bác có một trí nhớ mẫn tiệp, không quên một chi tiết nào. Mà bác có thể nhớ từng niên đại, từng triều đại, từng thời kỳ lịch sử Việt Nam, từ Hùng Vương, Hồng Bàng dựng nước đến tận khi Pháp xâm lược. Bác kết thúc tác phẩm lịch sử nước ta bằng một câu này này: tháng 8 mùa thu 45, Việt Nam sẽ giành được độc lập. Đấy là một lời tiên tri, một lời dự báo. Trong hàng ngũ các lãnh tụ cộng sản, có lẽ chỉ duy nhất có Hồ Chí Minh là người mà đưa ra dự báo không bao giờ sai. Còn vĩ đại như Marx, Engels, Lenin, bác coi là các bậc thầy của mình mà dự báo cũng có đúng đâu. Các vị đều phải điều chỉnh hết đấy chứ. Nhưng mà riêng Hồ Chí Minh ấy, không một dự báo nào mà không được chứng thực bởi thực tiễn cả. Đây vẫn còn là một ẩn số. Đây vẫn còn là chỗ ta phải tìm hiểu vì sao. Cả về trí tuệ, cả về đạo đức, thậm chí cả về tâm linh của bác. Tôi nói tâm linh của bác bởi vì bác lại chọn 9 giờ sáng để viết di chúc. Đến 10 giờ thì khép lại. Và trái tim bác cũng ngừng đập đúng giờ đó. Bác đọc tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 năm 45 thì 24 năm sau, làm chủ tịch nước nguyên thủ quốc gia, bác cũng vĩnh biệt chúng ta đúng mùng 2 tháng 9. Lúc bây giờ đau đớn quá, cho nên hội nghị trung ương bất thường của đảng họp đã thống nhất với nhau là thông báo cho toàn dân là bác mất ngày mùng 3. Để tránh cái nỗi đau ngày lễ, ngày tang nó lại trùng nhau. Vì để tang bác một tuần lễ, quốc tang,
Mà đến tận sáng mùng 9 tháng 9 mới làm lễ quốc tang, làm lễ truy điệu bác. Thế cho nên là đợi khi bác mất được 20 năm, tức là đến năm 1989, các đồng chí nhớ lại lịch sử đấy, năm 1989, lúc bây giờ đất nước mới chỉ vừa có đổi mới được một những năm đầu thôi. Khi kỷ niệm bác mất 20 năm thì Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lúc đó mới ký một thông cáo đặc biệt của Đảng gửi toàn dân để nói rõ sự thật ngày giờ mất của bác và giải thích vì sao trong hoàn cảnh ấy Đảng không thể đọc hết di chúc, chỉ công bố một đoạn thôi. Rồi bây giờ thì Đảng thấy có nghĩa vụ phải công bố toàn văn di chúc từng năm một của bác để cho chúng ta được biết. Và sự thật nó là như vậy. Thì ở đây nó có một cái điều gì rất kỳ diệu, ngẫu nhiên của lịch sử thôi, nhưng mà nó trùng hợp và một nhân cách vĩ đại như Hồ Chí Minh. Cho nên có thể nói là bác Hồ cũng đã có một trí tuệ mẫn tiệp, dự báo không bao giờ sai. Đấy. Thì sâu thẳm ra, vì cả đời bác chỉ vì dân, cho nên bác lắng nghe được tiếng nói từ dân, lắng nghe được hơi thở của cuộc sống, biết được những gì cần phải làm, biết được cái gì lịch sử sẽ đến. Cho nên bác có một tầm nhìn chiến lược là vậy. Không chỉ dự báo mùa thu 45 Việt Nam độc lập đâu, bác còn dự báo thế này các đồng chí này. Vào năm 1960, tức là lúc bác 70 tuổi, trong cái lễ kỷ niệm quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 đấy, thì bác đọc cái bài diễn văn kỷ niệm tại nhà hát lớn Hà Nội. Cái đoạn nói về cách mạng miền Nam, bác nói thế này này: cách mạng miền Nam, tức là cách mạng dân tộc dân chủ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thực hiện Nam Bắc một nhà, chậm nhất thì cũng mất độ 15 năm nữa. Chậm nhất nhé, thì cũng mất độ 15 năm nữa. Ta cộng năm 60 đến 15 năm thì nó ra năm 75, đại thắng mùa xuân. Dù năm 69 bác đã đi xa rồi, mà chậm nhất cơ mà, chứ còn có thể nhanh hơn. Vì muốn nhanh hơn và có thể nhanh hơn, cho nên tổng tiến công Mậu Thân năm 68 mới tiến lên toàn thắng ắt về ta. Các đồng chí đều biết cả. Chỉ tiếc một điều là bên thềm tổng tiến công Mậu Thân thì đại tướng Nguyễn Chí Thanh lại đột ngột ra đi, đúng 53 tuổi. Chuyên bác khóc ròng rã. Bác ký lệnh truy tặng huân chương Hồ Chí Minh hạng nhất cho cố đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Từ đó trở đi huân chương Hồ Chí Minh không bao giờ xếp hạng nữa. Là như vậy. Bác nói là bác mất một nửa sự sống rồi. Bên thềm tổng tiến công Mậu Thân thì cái người chỉ huy trực tiếp tại chiến trường miền Nam là đại tướng Nguyễn Chí Thanh lại ra đi trong một cơn nhồi máu cơ tim đột ngột của cái mùa hè định mệnh đó, năm 67. Nhưng các đồng chí nghiên cứu về bác, các đồng chí đừng quên những sự kiện dồn dập cuối đời bác nhé. Bao nhiêu điều đau đớn, bác không thể sống lâu hơn được. Năm 64, mùng 5 tháng 8 thì sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ gây hấn đánh phục bom miền Bắc để chặn đứng chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Đến năm 65 thì bác bí mật viết di chúc. Năm 66 bác có lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Năm 67 đại tướng Nguyễn Chí Thanh ra đi. Năm 68 tổng tiến công Mậu Thân không trọn vẹn, thì năm 69 bác không đợi thêm được. Đấy. Phải hiểu dồn dập những sự kiện như vậy mới thấy hết được cái nỗi đau đời của bác vĩ đại như thế nào. Cái linh cảm của bác rất rõ các đồng chí. Linh cảm của bác ấy. Tại sao bác lại viết trong di chúc là nếu như tôi đã qua đời mà miền Nam vẫn chưa được giải phóng thì xin gửi lại một ít cho xương cho đồng bào miền Nam. Thế là bác linh cảm rằng không sống được đến ngày toàn thắng. Cho nên bác cứ thiết tha đề nghị Trung ương cho đi thăm miền Nam cơ mà. Mà trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt như vậy, ai dám giải quyết để bác đi? Ngay cả Tổng Bí thư cũng không dám quyết. Mà bác cứ thiết tha đòi chứ các đồng chí. Bác nói cảm động thế này này: các chú không để bác đi xa thì cho bác đi gần vậy, không để bác đi dài ngày cho bác đi ngắn vậy, miễn là để bác gặp đồng bào chiến sĩ miền Nam, bác động viên.
Chữ dân là thế đấy. Chữ dân này là cả dân tộc Việt Nam và nhân loại, nhưng mà trong đó miền Nam thì trong trái tim tôi. Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi. Bác thương nhớ miền Nam như vậy, cho nên bác cứ muốn đi thăm đồng bào chiến sĩ để động viên. An ủi bác là mong bác yên tâm chờ đợi. Chúng tôi hứa với bác lãnh đạo toàn dân đánh giỏi, đánh nhanh để thỏa lòng mong ước của bác, mà cũng là thỏa lòng mong ước của đồng bào miền Nam nữa. Chưa bao giờ được gặp bác. Đấy. Thế cũng không giải quyết cho bác đi. Đến mức bác nằn nì thế này các đồng chí này. Bác bảo hay là để bác hóa trang vậy. Bác hóa trang rất giỏi thời kỳ ở châu Âu, không sợ lộ đâu, cứ để bác hóa trang rồi cho bác đi. Cũng không được. Đấy. Và bác đưa ra một đề nghị là thế các chú cần gì thì cứ bảo với bác nữa đi. Hay là cho bác cạo nốt râu đi vậy. Thế cơ mà. Bác để râu mà các đồng chí. Đồng chí Lê Duẩn nói là thưa bác, chòm râu của bác đi vào lịch sử rồi. Bác cạo râu đi thì chẳng ai nhận ra bác là ai. Thôi bác cứ yên tâm chờ đợi. Thơ Tố Hữu đấy, ôi chòm râu mát rượi hòa bình cơ mà. Đấy. Thế mà sang Trung Quốc lần cuối cùng để chữa bệnh. Bác có những chuyến đi bí mật không công bố đâu các đồng chí nhé. Bác dặn đồng chí Vũ Kỳ là chỉ một mình chú đi với bác thôi. Không đăng báo, không chụp ảnh, không đưa tiễn. Thế cơ mà. Thế mà sang đến Trung Quốc chữa bệnh ở Quảng Châu đấy, bác vẫn tiếp tục gửi thư về cho Tổng Bí thư Lê Duẩn. Bác cứ thiết tha đề nghị cho bác đi miền Nam. Bác nói là ở Trung Quốc về, sức khỏe của bác có thể tốt hơn. Vậy chú bàn lại với Trung ương trong Bộ Chính trị cho phép bác đi miền Nam. Đây lại là chỗ dân chủ đấy các đồng chí này. Bác có ra lệnh đâu. Dù bác là cao nhất, bác chỉ đề xuất ý kiến, nguyện vọng và xin phép Trung ương thôi. Đấy. Ý thức tổ chức của bác là thế. Đồng chí Lê Duẩn thương bác lắm mà cũng không thể giải quyết được. Gửi một bức thư trả lời bác rất là rành mạch và kiên quyết. Là tôi xin thay mặt Trung ương hứa với bác. Ngay sau khi giải phóng miền Nam, lập tức bố trí để bác đi thăm đồng bào. Để cho bác yên lòng mà. Bác cứ đặt vấn đề mãi. Ai ngờ đâu bác lại có thư về. Và đây là bức thư cuối cùng. Vẻn vẹn có mấy câu thôi. Bác đề thế này nhé. Gửi chú Ba. Gọi bằng bí danh là thói quen của bác. Ba tức là đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ba Duẩn mà. Văn là đồng chí Trường Chinh. À đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm là đồng chí Trường Chinh. Tô là đồng chí Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thì bác gọi là gửi chú Ba. Bác đồng ý với chú. Bác chỉ xin chú chữa cho bác một chữ thôi. Chữa chữ sau thành chữ trước. Bác cứ đòi đi miền Nam mà các đồng chí. Tôi xin hứa với bác nhé. Ngay sau giải phóng miền Nam lập tức bố trí để bác đi. Thì bây giờ bác đề nghị là trước giải phóng miền Nam. Ta xem tấm lòng của bác như thế, nỗi lòng của bác như vậy, ta có hiểu đâu. Ta chỉ hiểu một điều là bác thương nhớ miền Nam. Rồi sau này nghiên cứu sâu hơn về bác, ta mới hiểu thêm được cả cuộc sống riêng của bác nữa. Mẹ thì mất ở Huế, tức là miền Nam. Mà lúc mồ côi mẹ bác có 10 tuổi đầu. Mà bà Hoàng Thị Loan lại mất vào ngày giáp Tết các đồng chí nhé, 22 tháng Chạp. Tết ông Công ông Táo 10 tuổi đầu mà bác dòng dòng nước mắt chít khăn tang đưa mẹ lên núi Tam Tầng ở ngoại ô thành phố Huế để chôn đấy. Đấy. Bố thì mất ở Cao Lãnh Đồng Tháp mà cụ lại mất trong một hoàn cảnh cô độc không có một người thân bên cạnh. Cao Lãnh xa xôi lắm. Từ bỏ mũ áo triều đình về sống ẩn giật tít ở trong làng quê. Và đồng bào Cao Lãnh làm tang cho cụ, chứ có một người thân nào bên cạnh đâu. Bác thì ở tít tận Hương Cảng, Trung Quốc để thành lập đảng. Ông cả Khiêm anh trai bác thì ốm. Bà Thanh ở vẫn trong quê, không qua. Mẹ thì mất rồi. Đấy. Miền Nam trong trái tim tôi ở đây là không chỉ đồng bào miền Nam mà còn cả chút riêng tư cuộc đời riêng của bác nữa. Mẹ một nơi, bố một nơi. Chị không chồng không con, anh không vợ không con,
Bác một thân một mình đến phút chót. Còn em nhỏ của bác, các đồng chí, bác có một người em nhỏ đấy. Đồng chí nào cùng quê bác ở Nghệ An thì đều đã quá biết rồi. Ta mỗi lần về thăm Nam Đàn quê bác đấy, ta rẽ vào cái khu mộ bà Hoàng Thị Loan đấy. Dưới đó còn có nấm mộ nhỏ của em nhỏ của bác. Em nhỏ của bác là ai? Là Nguyễn Sinh Nhuận. Đấy là tên khai sinh. Đẻ ở Huế mà Nhuận tức là thêm. Còn không có sữa mẹ, bác toàn đi xin nước cơm nước cháo hàng xóm để nuôi em thôi. Em nhỏ của bác chỉ sống được vẻn vẹn có 4 tháng tuổi đã mất. Mẹ mất rồi cũng mất theo. Mà ta đến thăm cái ngôi mộ nhỏ xíu đó, bây giờ vẫn còn tấm bia ở trên đấy, ghi nguyên văn như thế này các đồng chí này: Nguyễn Sinh Nhuận, tức Nguyễn Sinh Xin, 4 tháng tuổi, em trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy. Từ những cội nguồn gia đình như thế, từ hoàn cảnh riêng tư như thế, để bác hòa vào dân tộc và nhân dân, để tình thương của bác với nhân dân là tất cả. Quên nỗi mình đau để nhớ chung, như đúng như Tố Hữu viết trong bài Bác ơi là thế đấy các đồng chí. Đấy là những chi tiết rất là cảm động, sống động, để chúng ta hiểu vì sao mà nói đến tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì chữ dân là một chữ nổi bật. Từ tôn trọng nhân dân, đến phát huy dân chủ, đến chăm lo đời sống lợi ích của người dân. Lợi ích ở đây là cả vật chất lẫn tinh thần các đồng chí nhé, chứ không chỉ riêng cơm ăn áo mặc đâu. Các đồng chí nhớ lại 72 năm về trước, chính trên mảnh đất Thanh Hóa này, bác dừng chân rất lâu. Bác làm việc với tỉnh ủy lâm thời Thanh Hóa lúc bây giờ, và bác gặp gỡ cán bộ đồng bào Thanh Hóa lúc bây giờ, nhất là cái buổi bác làm việc với các già làng trưởng bản, mà lúc bây giờ bác gọi là các vị lang đạo. Bác đề nghị là Thanh Hóa trong vòng nửa năm phải xóa xong nạn mù chữ. Người biết nhiều dạy cho người biết ít, con cái dạy cho bố mẹ, ai ai cũng phải biết đọc biết viết để sống cho nó văn minh, xứng đáng là người dân một nước độc lập. Và phải làm sao giúp nhau để không ai bị đói, ai cũng đủ ăn đủ mặc, từ đủ ăn đủ mặc tiến tới khá giả, từ khá giả tiến tới giàu có, đã giàu có rồi phải giàu có nữa, giàu có mãi, miễn là bằng sức lao động của mình. Từ năm 47 bác đã nói như thế rồi. Ta có ngờ đâu, đây chính là định nghĩa về chủ nghĩa xã hội đấy các đồng chí. Chủ nghĩa xã hội là giàu có chứ. Giàu có một cách văn minh bằng sức lao động của chính mình, của cá nhân và cộng đồng, chứ không phải phi pháp bất chính. Là thế đấy. Thì bác nghĩ những điều khoáng đạt này từ rất sớm, mà bác lại dành cho Thanh Hóa cái chỉ dẫn này. Trước khi rời Thanh Hóa về chiến khu Việt Bắc, bác có buổi gặp gỡ các già làng trường bản. Bác gọi là việc trông nom đời sống cho bà con ở đây, tức là ở Thanh Hóa này. Chăm sự tôi trông cậy ở các vị lang đạo. Bác nói với dân bằng từ ngữ như thế đấy các đồng chí. Bác có một đặc biệt là không bao giờ nói chữ nghĩa sách vở hàn lâm. Nói từ trái tim nói ra, nói từ gan ruột của mình, cho nên thấm thía và cảm động. Và có một sức thuyết phục lan tỏa rất lớn trong toàn đảng, toàn dân, kể cả bạn bè quốc tế nữa. Để hiểu rõ vấn đề này, xin các đồng chí chúng ta nghiên cứu vào một chủ đề rất quan trọng. Nhất là đồng chí nào lại chuyên làm công tác giáo dục này, mà lại nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh này, thì tôi xin đề xuất một cái ý kiến như thế này. Ta phải dành nhiều thời gian tìm hiểu tất cả thư từ của Hồ Chí Minh. Có lẽ không có lãnh tụ nào viết nhiều thư cho các giới đồng bào như Bác Hồ cả. Hàng vạn bức thư không ít đâu các đồng chí. Ta chưa làm thống kê hết thôi. Và nếu thống kê đầy đủ và phân loại theo từng chủ đề, từng đối tượng bác gửi thư, thì ta mới bừng tỉnh ra là những điều vô cùng lớn lao mà bình dị của bác qua những thư từ này. Đấy. Thế cho nên là cái phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa 1 đi các đồng chí, năm 46 đấy, trước những cái sự khiêu khích của kẻ thù,
những cái kẻ phái hữu, thậm chí nó phê bình Bác Hồ của chúng ta rất thô bạo các đồng chí nhé, rất thô bạo cả. Nó nói thế này này, nó bảo Hồ Chí Minh chẳng biết làm việc gì, suốt ngày chỉ viết thư. Mà Bác có một bản lĩnh này, Bác đọc công khai cái lời chỉ trích đó trên diễn đàn Quốc hội, không có sợ hãi cái gì cả. Bác bảo đúng, tôi còn muốn viết nhiều thư nữa cơ, mà chỉ tiếc là không có thời gian. Càng viết thư cho đồng bào bao nhiêu thì ta càng thấy rõ sức mạnh của đồng bào bấy nhiêu, và mới thấy được niềm tin của đồng bào gửi gắm vào chính phủ. Chính phủ đây do Đảng lãnh đạo. Đấy. Bác nói như thế cơ mà. Thì tôi xin kể với các đồng chí là những bức thư tiêu biểu nhất của Bác này, để ta xem là từ những bức thư này nó toát lên ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân như thế nào nhé. Điều đầu tiên là ta phải kể lại cái câu chuyện ngày dựng nước mùng 2 tháng 9 đã. Các đồng chí nghiên cứu lịch sử thì đã quá rõ rồi. Thế tại sao Bác lại chủ trương tổ chức lễ ra mắt nước Việt Nam độc lập ở quảng trường Ba Đình vào buổi chiều, không là buổi sáng? Bác thương đồng bào các tỉnh xa xôi không về kịp. Đấy. Đâu sâu xa là như vậy. Chuyên làm buổi chiều để có thời gian cho đồng bào các tỉnh xa xôi về kịp dự lễ. Thứ hai nữa, đọc tuyên ngôn độc lập, lúc đó Bác có 55 tuổi. Nhưng Bác gầy lắm. Bác ở chiến khu vì Bác về chưa dứt cơn sốt cơ mà. Đọc tuyên ngôn Bác rất mệt chứ. Dù giọng sang sảng như vậy. Đấy. Bác dừng lại, Bác hỏi một câu là đồng bào nghe tôi nói có rõ không? Bác sợ mình là người xứ Nghệ phát âm nặng, đồng bào Hà Nội phát âm nhẹ không nghe được. Trên thế giới này không có lãnh tụ nào, có chính phủ nào mà lại gần gũi thân thiết với dân đến như vậy. Cả một biển người ở quảng trường Ba Đình đồng thanh nghe kêu rõ để hưởng ứng với chính phủ, với vị chủ tịch nước. Đấy. Và trong lễ tuyên ngôn độc lập thì Bác đưa ra một thông điệp: một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ thực dân ngót một thế kỷ nay 80 năm rồi. Và bây giờ giành được độc lập, dân tộc đó xứng đáng được hưởng quyền tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững nền độc lập ấy. Đấy là thông điệp đấy các đồng chí nhé. Thế và trong lễ tuyên ngôn độc lập thì có một cái việc rất quan trọng là kéo cờ, cờ đỏ sao vàng. Cờ đỏ sao vàng và quốc ca quốc kỳ này đã được thông qua tại Quốc dân Đại hội Tân Trào rồi. Chính phủ lâm thời đã ra mắt từ Tân Trào rồi, bây giờ về thủ đô Hà Nội ra mắt chính thức thôi. Đây là một nét rất độc đáo của cách mạng Việt Nam đấy các đồng chí nhé. Đấy. Cũng như là cuộc cách mạng tháng 8, 15 ngày nổ ra trong toàn quốc, giành được chính quyền mà không đổ máu. Do nghệ thuật chớp thời cơ của Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta. Thiên thời địa lợi nhân hòa đã đến lúc khởi sự. Mà nếu mất thời cơ thì không bao giờ lấy lại được. Đấy là điều rất đáng quan trọng. Kéo cờ đỏ sao vàng ở quảng trường Ba Đình, Bác không chọn nam giới chúng ta đâu. Bác chọn phụ nữ. Hai phụ nữ có vinh dự được Bác đích thân lựa chọn làm người kéo cờ hôm đó còn rất trẻ, bởi vì đã cách đây 73 năm rồi, 74 năm rồi. Thì có thể nói là Bác có một cái sự nhạy bén và tinh tế vô cùng. Tại sao lại chọn phụ nữ kéo cờ? Vì hai bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, giành độc lập đầu tiên cho Việt Nam đầu công nguyên, thì bây giờ vinh dự của nước Việt Nam độc lập thời hiện đại này hãy dành cho phụ nữ để tôn vinh phụ nữ. Hai người phụ nữ đó là ai? Một là bà Lê Thi, hai là bà Nguyễn Thị Loan. Mẹ Bác là Hoàng Thị Loan nhé, đây là bà Nguyễn Thị Loan. Bà Lê Thi đó là bí danh thôi. Chính bà là Dương Thị Như Thoa, là con gái của học giả Dương Quảng Hàm, một trí thức nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Mà Bác rất trọng nhân tài, cho nên Bác chọn con gái của học giả Dương Quảng Hàm. Sau này bà Lê Thi là giáo sư tiến sĩ triết học,
là viện trưởng viện triết học Việt Nam mà phụ nữ các đồng chí nhé. Đấy. Bác chọn người như vậy. Còn bà Nguyễn Thị Loan, bà Nguyễn Thị Loan sau này là phu nhân của đại tướng Hoàng Văn Thái, một trong những cái lãnh đạo cấp cao của quân đội và cũng là học trò xuất sắc của bác đấy. Ta xem ý tứ của bác là như vậy, và để thấy hết được cái sự tinh tế của Hồ Chí Minh trong cái tư tưởng nhân dân, tư tưởng dân chủ, tư tưởng pháp quyền của Hồ Chí Minh. Thế đấy là cái khung cảnh lễ độc lập. Mà trong cái lễ tuyên ngôn độc lập đó, các đồng chí có biết ai là người chủ trì không? Hóa ra lại chính là đồng chí Võ Nguyên Giáp. Lúc đó có 34 tuổi mà đã là Bộ trưởng Nội vụ, chủ trì lễ tuyên ngôn độc lập, giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt toàn thể quốc dân đồng bào. Thế không? Và bác hỏi câu nói trìu mến là: đồng bào nghe tôi nói có rõ không? Là vì thế đấy. Thế mà ai nghe tiếng bác cũng khẳng định mười mươi đây là giọng của Nguyễn Tất Thành ở Nghệ An. Đồng bào trong Nghệ An đấy đều biết rõ bác, nhưng mà vẫn cứ bán tín bán nghi, không biết Hồ Chí Minh Chủ tịch nước Việt Nam bây giờ có phải là Nguyễn Tất Thành làng sen không. Bởi vì là trong ảnh thì gầy gò như thế. Bác ốm rất nặng ở cái nán làn lửa Tuyên Quang đấy, về Hà Nội đã rất sốt đâu các đồng chí. Bác lại để râu nữa, chuyên cứ bán tín bán nghi, không biết có đúng không. Đấy. Và lại là báo chí lúc bây giờ cứ dầm dập đưa tin các đồng chí, không khí cách mạng thắng lợi mà. Ai lại Bác Hồ có 55 tuổi đấy nhé, mà lại báo chí đều là Hồ Chủ tịch, vị cha già của dân tộc. Chuyên không biết rằng có phải là Nguyễn Tất Thành không. Duy nhất chỉ có bà Thanh biết thôi. Bà Thanh phát hiện ra đốm sáng trong đôi mắt của bác, không thể khác được, đấy chính là em trai mình. Cho nên bà mới cất công lặn lội ra tận Hà Nội thăm em trai, dù em trai đã là chủ tịch nước. Là thế đấy các đồng chí. Thế đấy là cái việc thứ nhất ngay sau lễ độc lập là thế. Và phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời do bác làm chủ tịch. Chủ tịch chính phủ là thủ tướng đấy các đồng chí nhé. Chứ còn chủ tịch nước đấy mới là nguyên thủ quốc gia. Bác vừa là chủ tịch nước, bác vừa là chủ tịch chính phủ, tức là thủ tướng. Và trong hoàn cảnh đặc biệt éo le năm 46, bác kiêm luôn cả bộ trưởng ngoại giao. Còn trong đảng này, đại hội 2 năm 51 thì bầu bác làm chủ tịch đảng. Rồi sau đó xảy ra cái sự kiện cải cách ruộng đất, tổng bí thư Trường Chinh từ chức, thì bác có thời kỳ phải kiêm luôn cả tổng bí thư. Đấy, bác của chúng ta là như vậy. Thì trong phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời này, bác đề xuất một cái chủ trương. Trong cái diễn văn của bác họp chính phủ đấy, cái diễn văn này rất ngắn, do bác trực tiếp viết, chưa đầy một trang giấy. Họp chính phủ chỉ có một buổi sáng thôi, chứ không họp dài như bây giờ. Giải quyết 6 việc cấp bách của chính phủ. Đấy là một hình mẫu của một chính thể dân chủ cộng hòa vì dân. Bác xưng hô với các vị bộ trưởng không phải bằng từ đồng chí. Bác xưng hô là thưa các vị bộ trưởng, thưa các ngài bộ trưởng. Vì cấu tạo chính phủ của bác ấy hầu hết ngoài đảng. Đây cũng là một câu chuyện đáng phải suy ngẫm. Và thời nay, bác không câu nệ đảng viên hay không đảng viên. Bác chỉ cần người tài đức, thực tài, được dân tín nhiệm thì bác giao việc. Cho nên chính phủ thời bác một phần lớn có đảng viên đâu, bộ trưởng. Ngay cả cụ chủ tịch nước, quyền chủ tịch nước thay bác, trong thời gian bác dài ngày ở Pháp 5 tháng liền, bác cũng có chọn đảng viên cộng sản đâu. Bác chọn một nhân sĩ ngoài đảng, đó là cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ta đều biết cả. Thế thì trong cái phiên họp chính phủ lâm thời này, bác đề nghị một chủ trương. Đề nghị các vị bộ trưởng ủng hộ tôi một chủ trương, và nếu đạt được sự thống nhất cao thì chúng ta sẽ thực hiện ngay. Đấy cũng là dân chủ đấy. Đó là chủ trương gì? Chủ trương đề nghị 10 ngày nhịn ăn một bữa. Mỗi bữa mỗi người là một bơ gạo, góp gạo cứu dân nghèo.
Vì 2 triệu dân chết đói trước cách mạng tháng 8 là điều đau đớn lắm. Các đồng chí nhớ lại lịch sử là lúc bây giờ cả nước ta có chưa đầy 20 triệu người. Năm 45 ấy, mà đã 2 triệu người chết đói rồi. Còn trước nữa xa xôi trong lịch sử, thời kỳ nhà Trần, cả nước Đại Việt chưa đầy 4 triệu dân mà đã 3 lần đánh thắng quân Nguyên. Giải phóng miền Nam xong cả nước cũng chỉ có trên 30 triệu dân. Còn bây giờ nước Việt Nam 95 triệu rồi. Cuối thế kỷ này sẽ là 105 triệu theo dự báo. Thì chúng ta thấy cái tiềm lực và khả năng phát triển còn rất xa. Vậy mà năm 45 bác đề nghị là nhịn ăn để lấy gạo nuôi dân. Tất cả các vị bộ trưởng ngay lập tức tán thành chủ trương đề xuất của bác. Và trên thế giới này không có chính phủ nào như chính phủ Hồ Chí Minh ngay từ khi lập nội các mới ra đời đã kêu gọi nhịn ăn để lấy gạo nuôi dân. Cả thế giới họ ngưỡng mộ Việt Nam và Hồ Chí Minh từ cái phẩm chất nhân văn đó. Mà bác lại không chỉ nói đâu, cái quan trọng là làm. Lời nói việc làm đi đôi với nhau. Trên bác dặn văn phòng của bác là các cháu cố gắng mà nhịn, vì toàn thanh niên cả mà. 10 ngày mới nhịn có một bữa thôi, không chết được đâu. Nhưng mà dân thì có bữa cơm bữa cháo, bác cũng nhịn. Thế cơ mà. Đến ngày quy định nhịn ăn nhất định không có nổi lửa nấu cơm. Đã nói đi đôi với làm. Còn với bác đấy, nếu đến ngày quy định nhịn ăn mà bác lại có việc phải tiếp khách thì bác sẽ chủ động nhịn bù vào hôm sau. Càng cảm động các đồng chí, không có chính phủ nào như vậy cả. Đấy. Và cái bài học này còn mãi giá trị về đạo đức, dù bây giờ không còn nghèo khổ như thế nữa. Và sau phiên họp chính phủ ấy thì bác có thư ngay gửi đồng bào toàn quốc, gọi là quốc dân đồng bào. Các đồng chí đọc tác phẩm Hồ Chí Minh, ta sẽ thấy là bác phân biệt rất rõ thế nào là công dân và thế nào là quốc dân. Quốc dân tức là tất cả những người trong một nước. Còn công dân là chỉ những người có đủ tư cách pháp nhân. Pháp lý từ 18 tuổi trở lên cầm lá phiếu đi bầu cử. Còn cái đứa trẻ mới lọt lòng ra đời đấy, với tư cách là một con người, là một công dân tiềm tàng. Công dân trong tương lai. Còn bây giờ toàn cầu hóa thì công dân không chỉ trong nước mà còn có cả công dân toàn cầu. Cả thế giới là một mặt phẳng và chúng ta phải thích ứng với cái xu thế đó. Thì những điều này bác nghĩ từ trước lâu lắm rồi. Vì bác ở nước ngoài 30 năm, bác tiếp thu được tinh hoa của thế giới. Tư duy của bác rất hiện đại. Này. Thì bác gửi thư cho toàn thể quốc dân đồng bào. Bác báo một tin như thế này các đồng chí này. Gửi toàn thể đồng bào trong cả nước, các giới đồng bào trong nước, tôi chính thức thông báo để đồng bào được rõ, kể từ ngày hôm nay, chính phủ do tôi đứng đầu bắt đầu tiếp dân. Các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Quốc hội, các đồng chí phụ trách công việc trọng đại này, học bác về cách tiếp dân. Bác thông báo cho toàn dân biết bác bắt đầu tiếp dân. Bác ghi rõ một danh mục các giới đồng bào đủ mọi loại thành phần, tiếp từ em nhỏ đến người lớn, từ thanh niên đến cụ già, công nhân, nông dân, bộ đội, chiến sĩ, nhà văn, nhà báo, kỹ sư, học giả, kể cả tiếp cả những người theo đạo, tức nhà tu hành, cả Phật giáo lẫn Thiên Chúa giáo. Bác tiếp cả nhà buôn, bây giờ ta gọi là doanh nhân. Bác tiếp cả người nước ngoài, nhất là Hoa Kiều. Hoa Kiều bác gọi là các bạn tàu. Bác ghi trong danh mục của bác như thế. Bác còn giải thích thế này này. Xin đồng bào đăng ký trước để chúng tôi tiện sắp lịch. Sắp lịch tức là bố trí thời gian tiếp dân đấy. Bây giờ ta có lịch cố định, có phòng tiếp dân mà nói các đồng chí. Bác còn nói rõ yêu cầu là xin đồng bào nhớ cho mỗi đoàn tôi tiếp sẽ không quá 10 người. Đấy. Mỗi lần tôi tiếp sẽ không quá 1 giờ.
vì tôi muốn được nghe nhiều ý kiến của đồng bào hơn. Đấy. Bức thư giản dị rành mạch như vậy, nó toát lên tinh thần trọng dân, nghe dân để có thể vì dân. Bức thư thứ hai tiêu biểu trong cái chuỗi thư từ của bác, bác cũng gửi cho toàn thể quốc dân đồng bào. Bác thông báo một quyết định quan trọng của đời bác ngay từ năm 46 sau lập nước. Bác nói là để tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh vì nước, tỏ lòng biết ơn các gia đình có công với nước, tôi chính thức thông báo để toàn thể quốc dân đồng bào rõ, tôi sẽ nhận tất cả con liệt sĩ là con tôi. Các đồng chí nào làm công tác xã hội này, để công tác lao động thương binh xã hội này, hãy nhớ cái sự kiện này. Bác gửi thư này cho cụ Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội là bác sĩ Vũ Đình Tụng, một người ngoài đảng theo đạo Thiên Chúa. Bác nói là tôi sẽ nhận tất cả con liệt sĩ là con tôi. Đấy. Và bác giải thích rõ trong thư là nhận được thông chi này, chính quyền các cấp từ làng xã huyện tỉnh đến trung ương lập tức phải làm tờ khai tờ trình gửi lên cấp trên duyệt lại xem có đúng không, thừa thiếu đúng hay sai, duyệt y đóng dấu gửi về văn phòng cho tôi ở Hà Nội để thực hiện ngay. Thực hiện ngay cho nên bác làm cái gì? Bác gửi toàn bộ lương của bác hàng tháng sang cho cụ Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội, lúc ấy gọi là Bộ Cứu tế Xã hội, để góp vào cái phần chăm sóc các cháu, dù chỉ là tượng trưng thôi. Đấy, ta xem, nói đi đôi với làm, và vì dân như vậy. Thậm chí bác không chỉ kêu gọi nhịn ăn để lấy gạo nuôi dân nói chung đâu, nhịn ăn lấy gạo nuôi dân ở đây chính là dân nghèo khổ trong các gia đình thương binh liệt sĩ. Mà trong di chúc bác ghi là tuyệt đối không được để họ rơi vào cảnh đói nghèo túng thiếu. Là thế mà các đồng chí. Bác còn giải thích rõ thế này, khi mà kêu gọi đồng bào nhịn ăn lấy gạo để nuôi ủng hộ các gia đình liệt sĩ thương binh ấy, khó khăn, bác còn giải thích rõ là riêng các cụ già cao tuổi thì không phải nhịn, các bà mẹ đang nuôi con nhỏ hoặc đang mang thai cũng không phải nhịn, các cháu nhỏ đang tuổi đi học cũng không phải nhịn, chỉ để cho cán bộ đảng viên công chức chúng tôi nhịn thôi. Chỗ này bây giờ rất là thời sự đấy các đồng chí nhé. Rồi gì nữa, bác giải thích là tôi phải nói rõ như vậy vì sợ rằng đồng bào hăng hái quá nghe lời tôi mà tất cả đều nhịn thì khổ. Ta xem những lời nói không cần giải thích, nó từ gan ruột nói ra, cho nên thấm thía vào lòng dân như vậy. Đặc biệt, bác lại có thư gửi toàn thể đồng bào để nhờ đồng bào tìm kiếm người tài cho chính phủ. Đây cũng là chỗ bây giờ ta rút ra bao nhiêu điều quý báu trong cái chính sách cán bộ, trong chiến lược cán bộ, chiến lược dùng người của Hồ Chí Minh. Bác nói là chính phủ bận nhiều việc, thấy không hết, nhìn không thấu, mà xây dựng đất nước kháng chiến kiến quốc thì cần rất nhiều nhân tài. Nhân tài tức là người tài giỏi đấy, mà cao quý nữa là hiền tài, tức là người có cả đạo đức trí tuệ đầy đủ. Bác nói là kháng chiến kiến quốc cần rất nhiều nhân tài. Nhân tài chỉ có thiếu chứ không bao giờ là thừa cả. Nhưng nếu khéo dùng thì nhân tài sẽ phát triển thêm, vì nhân tài không ở trên trời rơi xuống mà ở ngay trong lòng dân chúng. Cho nên bác nhờ dân đi tìm kiếm người tài cho chính phủ. Có chính phủ nào mà lại dựa vào dân để đi tìm cán bộ, tìm người tài giỏi như thế đâu. Vì bác hiểu rõ dân, bác thấu hiểu lòng dân, và bác tin rằng dân sẽ cho những chỉ dẫn, những đáp số hoàn toàn chính xác. Và bản thân bác đấy là người đích thân bồi dưỡng cán bộ, đào tạo nhân tài. Bác có một biệt tài là dùng ai thì đều là người có nhân cách lớn, trí tuệ lớn cả.
mà với một cách nhìn rất là khoáng đạt, không hẹp hòi, không định kiến, luôn luôn lấy dân làm gốc. Phải chọn người như thế nào để xứng đáng với dân, chọn những ai để xứng đáng là chọn mặt gửi vàng, thì bác làm được cái điều đó. Cho nên bác mới gửi thư nhờ dân giúp đỡ để đào tạo nhân tài, tìm người tài cho chính phủ, tức là cho cả đảng nữa đấy. Riêng với bác sĩ Vũ Đình Tụng, Bộ trưởng Bộ Lao động Cứu tế Xã hội, bác có thư riêng. Tại sao có thư riêng? Vì bác sĩ Vũ Đình Tụng có hai người con trai thì đều hy sinh hết trên chiến trường cho Tổ quốc trong cái ngày toàn quốc kháng chiến. Bác kêu gọi là thà hy sinh tất cả, quyết không chịu làm nô lệ. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng có gươm dùng cuốc thuồng gậy gộc cơ mà, miễn là đánh thắng kẻ thù, thà hy sinh tất cả, quyết không chịu làm nô lệ. Đấy là mệnh lệnh quốc gia, đấy là thông điệp thiêng liêng của lịch sử mà qua phát ngôn của bác. Riêng với chiến sĩ, bác dặn là các em hãy xông lên chiến lũy, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Thì hai người con trai, hai người thanh niên yêu nước, con trai của bác sĩ Vũ Đình Tụng đều ra chiến trường và đều tử trận cả. Thế và bác biết, bác đau đớn lắm, bác có thư chia buồn. Riêng cái việc bác sĩ Vũ Đình Tụng là Bộ trưởng Bộ Lao động nhưng lại được chính phủ huy động đến tận bệnh viện Bạch Mai các đồng chí nhé, để mổ cho thương binh bệnh binh suốt từ sáng đến tối, đến đêm khuya. Đấy. Thế mà mệt lả người, có ngờ đâu mổ cho chính con mình mà không biết. Đến khi mà gắp được viên đạn ra thì máu mất nhiều quá, người con trai không sống được, hy sinh. Ngước mắt nhìn cha thì cha mới nhận ra con, mổ cho chính con mình mà không biết, đau đớn đến như vậy. Nước mắt của bác sĩ Vũ Đình Tụng nhỏ trên chính thân thể của con trai mình. Và điều ấy được báo ngay về cho bác. Bác lập tức có thư chia buồn ngay. Tôi đọc nguyên văn bức thư này để các đồng chí cùng nghe, để ta xem bác hiểu lòng dân như thế nào nhé. Bác nói thế này: kính gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng, Bộ trưởng Bộ Lao động Cứu tế Xã hội. Thưa ngài, tôi được tổ chức cho biết các con trai của ngài đã hy sinh vì nước. Tôi rất lấy làm đau đớn. Ngài biết rằng tôi không có vợ có con, không có gia đình riêng, nhưng bù lại cả dân tộc Việt Nam là gia đình lớn của tôi. Nam nữ thanh niên nước ta đều là con cháu của tôi cả. Ngài mất đi những người con, còn tôi thì đứt từng khúc ruột. Tôi mong ngài nén đau thương để tiếp tục làm trọn nhiệm vụ cao cả của chính phủ, và cũng để cho cháu được thanh thản dưới suối vàng. Nỗi lòng, tấm lòng của bác như vậy. Những lời văn như thế, câu văn chữ nghĩa của bác như vậy, có phải là sách vở đâu, là được rút ra từ trái tim rỉ máu của bác, yêu nước thương dân, và có sức cảm hóa vô cùng mãnh liệt, không chỉ với bác sĩ Vũ Đình Tụng mà còn với tất cả mọi người. Đấy, thư từ của bác sâu sắc đến như thế. Cho nên đây là một cái chủ đề mà chưa được mấy ai khai thác cả, mà nó thể hiện rất rõ cái gọi là chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Tôi nói tiếp với các đồng chí xung quanh cái chủ đề này. Ở đây có rất nhiều các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, mỗi người một chuyên môn khác nhau, một cương vị khác nhau, một ngành nghề khác nhau, đều có thể rút ra từ những chỉ dẫn của bác những bài học chung cả. Ngay các cháu thiếu nhi các đồng chí, mà bác cũng có thư cơ mà, các cháu ở Hà Trung, tức là gần nhà thờ lớn ấy, nó đánh đi đánh chống ếch cổ động bầu cử các đồng chí, mùng 6 tháng Giêng đi bầu cử cả nước năm 46, mà bác cũng có thư cảm ơn, cổ vũ các cháu, coi đó là yêu nước. Bác gửi thế này nhé: các cháu còn nhỏ, chưa đến tuổi đi bầu cử của công dân, nhưng các cháu biết đi đánh chống ếch để cổ động đồng bào sáng mai đi bỏ phiếu cũng là yêu nước. Bác có lời cảm ơn và khen ngợi các cháu. Bác viết như thế. Bác giải thích thế này các đồng chí này:
Năm nay các cháu mới 12, 13 tuổi. 5, 6 năm nữa đủ 18 tuổi các cháu là công dân sẽ đi bỏ phiếu. Bác năm nay cũng mới 56 tuổi thôi. Năm 46 bác 56 tuổi mà. 5, 6 năm nữa bác cũng mới 62 tuổi thôi. Các cháu đi bỏ phiếu, nhớ bỏ phiếu cho bác. Ta xem, bác vận động chính trị thế chứ các đồng chí. Hồn nhiên như vậy. Giáo dục chính trị rất là mềm mại, không có khiên cưỡng một chút nào cả. Chỗ này các nhà tuyên giáo, các cán bộ tuyên truyền, chúng ta phải học bác đấy các đồng chí. Rồi phong cách đấy. Đấy. Rồi gì nữa, câu sau mới quan trọng này. Câu sau này là rất hợp hiến đấy này. Còn nếu các cháu ứng cử thì bác rất vui lòng được bỏ phiếu ủng hộ các cháu. Có quyền tự do bầu cử ứng cử mà. Đấy. Bác giáo dục ý thức công dân cho trẻ thơ như thế đấy các đồng chí. Đấy là một trong hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn bức thư bác gửi cho cái đối tượng thiếu niên nhi đồng mà bác yêu quý nhất. Bác còn có thư gửi cho các cháu thiếu nhi của Nam Định. Các đồng chí đều biết Nam Định cũng là một nơi rất là địa linh nhân kiệt, có truyền thống văn hóa văn hiến, nhất là giáo dục rất nổi tiếng. Thanh Hóa chúng ta cũng vậy. Các đồng chí hoàn toàn có quyền tự hào về cái trường Lam Sơn của chúng ta đây này. Bao nhiêu là đỉnh cao về học hành thi cử, giải thưởng trong nước quốc tế là ở đây cả. Bao nhiêu tài năng xuất hiện từ đây cả đấy các đồng chí. Nam Định cũng thế. Thế thì Nam Định thời Pháp ấy lại là nơi được đào tạo tiếng Pháp rất là căn bản. Chuyên rất giỏi tiếng Pháp, nhưng mà tiếng Việt có nhiều khi lại không thạo, hoặc là dùng không đúng nghĩa. Cho nên nước nhà vừa mới độc lập xong, nền giáo dục dân chủ mới ra đời thì nó có cái phong trào là giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bây giờ cái điều này cũng vẫn đang tiếp tục, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chứ đừng có đổi tên rồi là tùy tiện các đồng chí nhé. Đấy. Tiếng Việt là cả một bản sắc văn hóa. Đấy, các đồng chí nhớ. Chứ đừng có cái chữ đường ấy, lại gọi là ồ hố như là trong cái vừa rồi của chúng ta các đồng chí nhé. Đấy. Nó đều mang ý nghĩa phê phán cả đấy. Đấy. Thế thì các đồng chí có nhớ là bác Hồ có cái sự kiện như thế này này. Các cháu nó có một cái tờ báo gọi là báo tập viết. Tập viết tức là để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt này. Gửi báo tập viết biếu bác. Bác bận trăm công nghìn việc mà bác vẫn đọc. Đọc rồi còn có thư cảm ơn và có lời khuyên các cháu. Lời khuyên của bác với các cháu bây giờ nghĩ rộng ra là khuyên cho chúng ta cả. Các cháu thiếu nhi hồi đó bây giờ đều là các học giả nổi tiếng, các giáo sư, bác sĩ cả rồi. Trong cái nhóm tập viết đó ở Nam Định. Bác viết thư như thế này nhé. Gửi các cháu báo tập viết. Bác đã nhận được báo biếu của các cháu. Bác đã đọc rất kỹ. Bác cảm ơn và hoan nghênh các cháu. Bây giờ tiện đây bác có mấy lời nhắn nhủ các cháu. Nhắn nhủ các cháu thôi. Khuyên bảo thôi. Chứ không phải dạy dỗ đâu. Ban phát gì đâu. Đấy, càng thấy cái mạch ngầm dân chủ của bác. Bác viết thế này này. Bác có mấy lời nhắn nhủ các cháu. Một này. Ý tứ phải rõ ràng. Ý tứ tức là tư tưởng, tư duy. Lời lẽ nên phổ thông. Câu kẹo nên ngắn gọn. Chúc các cháu thành công. Đấy, ta xem. Bác Hồ của chúng ta là thế. Các đồng chí phụ trách giáo dục và văn hóa học bác được chỗ này rất nhiều điều. Và tất cả chúng ta cũng vậy. Cách nói, cách viết, cách diễn đạt, mà tất cả đều vì một mục đích, làm sao cho dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc, đi được vào lòng dân. Các đồng chí biết là đảng ta đã có một cái chủ trương lớn là từ nay trở đi sẽ dạy về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn bộ nền giáo dục quốc dân. Từ mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học đến đại học, đến cả bậc đào tạo tiến sĩ nữa, nhất là chuyên ngành về Hồ Chí Minh học. Thì chúng ta hãy nhớ đến một sự kiện này. Chỗ này là liên quan lắm đến các nhà giáo tiểu học đấy các đồng chí này. Trường tiểu học, đồng chí nào là nhà giáo, thầy giáo, cô giáo này, nhất là phụ trách giáo dục, thì rất mong các đồng chí chú ý cho cái chỗ này.
ai lại hàng nửa thế kỷ nay ta dạy trong cả nước cái câu chuyện năm điều Bác dạy thiếu nhi. Bây giờ nhìn lại đây là cả một tình huống đấy các đồng chí. Nhé. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, đoàn kết tốt, học tập tốt, kỷ luật tốt, thật thà, vệ sinh, dũng cảm. Không có một câu nào yêu thương cha mẹ anh em cả. Vậy có phải của Bác không? Là cả một câu chuyện. Và đây là chỗ ngành giáo dục phải để tâm nghiên cứu và thực hành đấy. Hóa ra năm điều, ta gọi là năm điều Bác dạy thiếu nhi đấy, mà bây giờ đưa cả vào trong tác phẩm của Bác, thì thật ra tác giả đầu tiên xuất phát của năm cái điều này lại không phải Bác, lại là các vị của Trung ương Đoàn hồi đó. Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam hồi đó, bây giờ là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh này. Từ thời kỳ của ông Vũ Quang, ông Hồ Trúc trở đi. Ông Hồ Trúc là Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, rồi sau này là Thứ trưởng Giáo dục, đúng không? Thế rồi ông Võ Thuần Nho là em trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và ông Nguyễn Tiên Phong là Bí thư Trung ương Đoàn. Các vị đó đi hết rồi, còn thủ lĩnh thanh niên bây giờ là toàn thế hệ con cháu cả, không biết được. Mà ngay chúng ta có khi cũng là sản phẩm tiểu học của năm cái điều này cả đấy, một thời đấy. Năm điều này là đúng, là rất hay, không có gì sai cả. Nhưng nó thiếu nghiêm trọng một điều quan trọng, đó là yêu thương cha mẹ anh em. Và điều này nó liên quan đến câu chuyện đạo đức hiện nay đang xuống cấp, mà bắt đầu từ cái tế bào là gia đình. Vì không chú trọng dạy cho trẻ thơ biết yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em ngay từ cái nôi gia đình. Mà đấy mới là hồn cốt đạo đức Hồ Chí Minh. Từ một cách đặt vấn đề như thế, buộc chúng ta phải nghiên cứu lại Bác Hồ. Đọc lại toàn bộ các tác phẩm của Bác, đọc lại toàn bộ thư từ của Bác, thì ta mới tìm thấy cái bài là thư Bác gửi các cháu thiếu niên nhi đồng từ khi Bác đi Pháp về. Ta nhớ cái sự kiện ngày 31 tháng 5 năm 46, Bác tạm biệt đồng bào đi Pháp để đàm phán ngoại giao, để cứu vãn nền hòa bình mong manh đang sụp đổ. Thế mà cái cuộc đi dài vô cùng khó khăn ấy, ở nước Pháp 4 năm tháng liền, đến lúc trở về mà vẫn không thành công, vẫn thất bại. Pháp vẫn tiếp tục dã tâm xâm lược Việt Nam. Nó lại bố trí cho Bác về bằng đường biển, không đi máy bay, để nó kéo dài hàng tháng rời lênh đênh trên mặt biển, và nó thâm độc tìm cách đảo chính trước khi Hồ Chí Minh về nước, cho cái phái phản động các đồng Việt quốc Việt cách đấy. Tình hình ấy rất là nguy ngập, lòng dạ Bác như lửa đốt. Bác muốn về thật nhanh để cùng với Trung ương khởi sự quyết định toàn quốc kháng chiến đến nơi rồi. Thế mà đi hàng tháng trời trên mặt biển mới cập bến Hải Phòng. Và đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các cháu thiếu niên nhi đồng Hải Phòng đi đón Bác rất đông, từ Hải Phòng về Hà Nội hàng vạn người. Bận trăm công nghìn việc, nước sôi lửa bỏng như vậy, Bác vẫn có thư cảm ơn các cháu đi đón Bác. Và ở đây nó mới hiện ra năm điều khuyên của Bác với thiếu niên nhi đồng, mà sau này Trung ương Đoàn đổi năm điều khuyên của Bác thành năm điều dạy, năm điều Bác dạy các cháu thiếu niên. Tất nhiên cũng đến báo cáo Bác, xin phép Bác, mà được Bác đồng ý. Bác đồng ý thật ra là Bác bao dung, vì Bác cũng thừa nhận một cái việc đã rồi, các chú làm sẵn hết rồi, là như thế. Thế câu chuyện là thế này các đồng chí. Bác gửi các cháu thiếu niên nhi đồng đi đón Bác. Bác bảo thấy các cháu tươi vui hớn hở, quần áo sạch sẽ, lại đi đón Bác, biết đọc biết viết, Bác rất vui lòng. Và Bác truyền tới các cháu lời thăm hỏi của các bạn thiếu nhi Pháp mà Bác đam về. Đấy. Bác cũng giáo dục chính trị nhẹ nhàng thế thôi. Thực dân Pháp là kẻ thù, nhưng nhân dân Pháp, thiếu nhi Pháp là bạn bè của chúng ta. Đấy. Nhân đây Bác có mấy điều khuyên các cháu, mong các cháu gắng thực hiện. Gắng tức là cố gắng. Khuyên đấy con chị nhé, khuyên khắc dạy.
Dạy mà không dân chủ nó thành ra mệnh lệnh áp đặt. Còn bác khuyên thôi. Đấy. Bác khuyên điều thứ nhất này, các cháu phải siêng học. Siêng tức là chăm chỉ. 6 tuổi, 5 tuổi thế thôi chứ. Ta lại bật ngay mà cái vào đầu tiên là yêu tổ quốc, yêu đồng bào. 5, 6 tuổi nó đã biết cái gì các đồng chí. Bác rất chú trọng đối tượng và phương pháp. Đầu tiên là gắng học đã, siêng học. Điều thứ hai, các cháu phải sạch sẽ. Ta cũng chẳng hiểu ý tứ của bác dùng từ sạch sẽ, ta lại chữa của bác thành vệ sinh đó. Đề nghị bác dùng chữ vệ sinh cho nó hiện đại, dùng chữ sạch sẽ nó nôm na quá. Có lần bác trao đổi với cán bộ văn hóa giáo dục về cái chỗ này đấy. Ta góp ý với bác như thế mà. Ta chữa thành của bác là vệ sinh chứ. Bác dùng là sạch sẽ cơ mà. Các cháu phải sạch sẽ. Bác nói thế này nhé. Các chú là nhà giáo, nhà văn hóa mà các chú hiểu từ sạch sẽ đơn giản vậy sao? Bác khuyên các cháu sạch sẽ là để các cháu tắm rửa hàng ngày cho thân thể sạch sẽ không đau ốm. Nhưng quan trọng hơn là phải sạch sẽ về tinh thần. Không nói tục, chửi bậy, không ăn cắp vặt. Đấy, tức là đạo đức. Thứ ba, các cháu phải có kỷ luật. Bé phải có kỷ luật, lớn lên mới thành công dân tôn trọng nhà nước, pháp luật được. Thứ tư, các cháu phải tập sống cho văn minh. Vì nước nhà đã độc lập, không còn nô lệ như trước nữa. Điều thứ năm quan trọng nhất, các cháu phải yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em. Đấy mới đích thực là điều bác dạy, bác khuyên. Thế còn ta chuyển nó thành một cái ngôn ngữ khác đầy chính trị cả. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, đoàn kết tốt, lao động tốt, kỷ luật tốt, thật thà, vệ sinh, dũng cảm. Mà thiếu vắng cái nôi là ông bà, cha mẹ, anh em. Đấy. Bây giờ các cô giáo tiểu học phải điều chỉnh chỗ này. Phải dạy năm điều ấy vì nó đã thành chân lý rồi. Mà nó cũng rất đúng chứ không sai. Nó chỉ thiếu thôi. Và bổ sung cái chỗ thiếu là dạy về đạo đức, yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em. Đấy, vấn đề đặt ra là như vậy. Đấy là cả một tình huống sư phạm. Một điểm nữa. Năm 1961, tức là kỷ niệm 20 năm thành lập đội thiếu niên tiền phong. Bác thành lập ở Bắc Bó, Cao Bằng năm 41 mà. Đến năm 61, lúc bác 71 tuổi, thì đội thiếu niên tròn 20 tuổi. Dạ. Thế là các vị nhà mình mới nghĩ ra cái sáng kiến là tổ chức một cái bức thư đề tên bác với năm điều bác dạy như thế. Thế đến gặp bác. Đến gặp bác để trình bày xin ý kiến, thì chẳng may bác lại đi vắng. Bác đi vắng rất là dài ngày. Bác đi đàm phán quốc tế, họp ở Liên Xô. Lúc bác về thì còn lâu. Thế là được văn phòng chủ tịch nước báo là bác đi vắng còn lâu mới về. Lẽ ra phải đợi bác chứ. Các vị nhà mình đơn giản quá. Là nghĩ là thôi, ta cứ thực hiện cho đăng báo. Đợi bác về thì lâu quá. Vì cứ tin là nó đúng chứ có gì sai đâu. Mà thật là đúng thật. Nó chỉ thiếu thôi. Thế là đợi bác về sẽ báo cáo bác để bác thông cảm cho. Đến khi bác về đến trình bày bác, ta mới nói rõ điều này cho bác nghe. Bác thông cảm. Và lại còn nói một câu rất là xã giao thế này với bác này. Còn nếu cần thì xin bác cứ chữa. Bác trả lời có hay không? Bác bảo các chú đăng báo rồi mà lại bảo bác chữa. Bác không chữa đâu. Nếu bác chữa, người ta sẽ nghĩ thư này không phải của bác. Bác bao dung tinh tế cho chúng ta đến như vậy, ta phải hiểu chứ. Và lẽ ra phải sửa ngay và phải dạy về đạo đức, yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em từ đó cơ. Thì ta để bẵng một thời gian bao nhiêu năm như thế, không dạy. Bây giờ đạo đức nó xuống cấp như thế này. Lại cứ nói một cách rất là hồ đồ là vì bác không dạy yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em. Ta phải đọc vào cội nguồn của bác mới hiểu được như thế chứ. Kính thưa tất cả các đồng chí, trong cái phần đầu chúng ta đã làm rõ các cái sự kiện của năm nay, năm 2019 ấy. Và chúng ta cũng đã nói về cái ý nghĩa của cái chủ đề học tập là làm theo bác của năm nay. Nó có một cái quan hệ mật thiết
giữa ý thức tôn trọng nhân dân với phát huy dân chủ và chăm lo đời sống của người dân. Bây giờ chúng ta tiếp tục chứng minh cái điều này qua các tác phẩm của Bác, qua thư từ của Bác và đặc biệt là hoạt động thực tiễn của Bác, vì Bác là con người hành động. Có lẽ trên thế giới này trong thế kỷ 20 đấy, hiếm có một lãnh tụ nào như Hồ Chí Minh của chúng ta mà đến với dân và thấu hiểu lòng dân đến như vậy. Đây không chỉ là thừa nhận của nhân dân ta và nước ta đâu, mà còn của cả thế giới nhân loại nữa. Và Bác vĩ đại không chỉ ở tầm tư tưởng, ở cái mẫu mực về đạo đức và nhân cách, ở bản lĩnh chính trị, ở trí tuệ mẫn tiệp của Bác, mà Bác vĩ đại ngay cả trong sinh hoạt đời thường, các đồng chí. Chính chỗ này mới làm cho Bác trở nên sống động và chân thực ở trong lòng dân. Chứ một thời chúng ta cứ hình dung Bác như một vị thánh ấy, thần thánh hóa Bác là không đúng đâu. Và bây giờ càng hiểu rõ được con người, cuộc đời chân thực của Bác thì ta càng thấy Bác vĩ đại. Và cái sức sống, sự lan tỏa của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh càng sâu sắc biết bao nhiêu ở trong nước và trên thế giới. Như cách đánh giá của người Nhật Bản ấy, coi Bác là Bồ Tát chi dân, thì các nước khác cũng coi Bác là bậc thánh, bậc vĩ nhân. Trong hàng ngũ những người cộng sản của thế kỷ 20, cái nhân vật mà coi Bác là Đức Chúa, Đức Thánh ấy, lại không ai khác chính là ông Khrushchev ấy, các đồng chí. Các đồng chí đều biết cả khi ông ta còn là chủ tịch đoàn Xô Viết tối cao Liên Xô, rồi tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Cái chỗ này nó có liên quan đến một câu chuyện cảm động về cách ứng xử rất văn hóa của Bác. Ta nhớ là cái thời kỳ mà Liên Xô Trung Quốc bất đồng quan điểm nghiêm trọng và họ cũng có ứng xử rất là thô bạo ngay cả với chúng ta. Các đồng chí có biết là Trung Quốc còn đề xuất cả ý kiến là ta không nên gửi điện chúc mừng Khrushchev không? Những cái việc đó làm cho chúng ta rất là không hài lòng vì nó rất là thô thiển, đúng không? Thế và chúng ta cũng chưa biết làm thế nào, bởi vì cái hoàn cảnh chống Mỹ cứu nước của chúng ta đấy là chúng ta ở trong một cái tình thế là vừa nhận viện trợ của Liên Xô, vừa nhận viện trợ của Trung Quốc. Bây giờ làm thế nào để được lòng của cả hai cái ông anh này? Thế thì đến báo cáo Bác về cái việc ấy. Bác bảo không có gì đâu, việc nhỏ thôi, để Bác giải quyết. Ta học Bác cách giải quyết về mặt phương pháp và phong cách. Bác bảo là làm cơm, để Bác mời đại sứ Liên Xô đến dùng cơm với Bác. Thế là một cử chỉ rất là thân tình mà là một việc hoàn toàn cá nhân của Bác chứ. Nhưng mà ai chả biết Bác tức là dân tộc Việt Nam, Bác tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, lúc bây giờ là Đảng Lao động Việt Nam. Trong bữa cơm mời đại sứ Liên Xô đấy, Bác nâng cốc rượu lên. Bác bảo cốc rượu này tôi xin nhờ đồng chí đại sứ Liên Xô chuyển lời chúc mừng của tôi tới Tổng Bí thư Khrushchev. Ai trách Bác được, các đồng chí? Ông đại sứ rất là cảm động, điện ngay về cho Tổng Bí thư của mình. Khrushchev vô cùng cảm động và ông ta ca ngợi Bác hết lời. Ông ta nói là trong hàng ngũ cộng sản quốc tế hiện nay, nếu có thánh thì thánh đó chỉ có một người thôi, đó là đồng chí Hồ Chí Minh. Để ta đủ hiểu rằng là cái ứng xử của Bác đấy làm cho tầm vóc của Bác được nâng cao như thế nào. Hai nữa là ngay cả các bậc tiền bối của Bác như là Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu đấy cũng thừa nhận Bác là thánh cơ mà. Nếu Việt Nam có thánh thì thánh đó chính là Nguyễn Ái Quốc ở Nam Đàn. Là như vậy, các đồng chí. Để chúng ta tiếp tục đi theo cái logic này để tìm hiểu xem Bác Hồ của chúng ta
Trong cả cuộc đời hơn 6 thập kỷ hoạt động vì nước, vì dân, đã có những ứng xử như thế nào, đã làm việc ra sao, và đã có được những cái mẫu mực để toàn dân, toàn đảng noi theo như thế nào? Trước hết, đó là tên của Bác. Đã có lần chúng ta nói với nhau là Bác chỉ sống 79 tuổi trong cuộc đời, mà Bác lại dùng tới 175 cái tên, các đồng chí. Riêng chỗ này đã là huyền thoại rồi, đúng không? Mỗi chúng ta chỉ có một cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho thôi. Bác có tới 175 cái tên đấy, các đồng chí nhé. Thờ nhỏ là Nguyễn Sinh Cung này, hay là Nguyễn Sinh Côn. Lớn lên đến tuổi trưởng thành, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đặt cho Bác là Nguyễn Tất Thành. Anh trai Bác là ông Nguyễn Sinh Khiêm, đặt là Nguyễn Tất Đạt, tức là Thành Đạt. Mà đây là vì dân, vì nước, không phải cho cá nhân mình. Chị gái Bác là bà Nguyễn Thị Thanh, còn có bí danh là Nguyễn Thị Bạch Liên. Bạch Liên tức là hoa sen trắng. Hoa sen bây giờ là quốc hoa rồi, các đồng chí nhé. Thì Bác đón chị gái ra thăm đấy, Bác lấy tên là Hồng Liên, tức là hoa sen hồng. Và đến khi là chủ tịch nước thì Bác lại lấy tên là Nguyễn Ái Dân. Đi tìm đường cứu nước là ái quốc. Đến khi có độc lập, có Việt Nam độc lập rồi, có chủ quyền rồi, Bác là nguyên thủ quốc gia, Bác lấy tên là Nguyễn Ái Dân. Các đồng chí nào công tác trong ngành y, là thầy thuốc, là bác sĩ, thì biết quá rõ cái xuất xứ ái dân này. Đấy là Bác ký tên trong bức thư gửi cho ngành y tế. Y đức là hàng đầu, lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền. Bác không gọi là bệnh viện đâu, các đồng chí nhé. Bác gọi là nhà thương. Nhà thương tức là một cái ý nghĩa đầy nhân đạo mà. Bác về thăm Ứng Hòa ở Hà Đông, bây giờ thuộc về Hà Nội đấy. Bác thăm cái bệnh xá Vân Đình đấy, các đồng chí. Bây giờ thành bệnh viện Vân Đình rồi. Đấy chính là nhà thương Vân Đình đấy, các đồng chí. Nhất là Đông y và Tây y kết hợp đấy. Thì Bác gửi thư cho ngành y tế, Bác dạy là y đức là hàng đầu. Các thầy thuốc phải chăm sóc người bệnh. Bác gọi là người bệnh nhé, chứ không gọi là bệnh nhân đâu, các đồng chí. Đấy. Thì phải như người ruột thịt của mình, nhất là chăm sóc phụ nữ và trẻ em. Đấy, những người mà đau ốm phải vào bệnh viện đấy, vào nhà thương, thì Bác nói như vậy. Bác không ký tên là Hồ Chí Minh, chúng ta không biết. Bác cũng không ký là Bác Hồ quen thuộc, ta lại càng không biết. Bác ký một chữ là Ái Dân, Nguyễn Ái Dân. Thì đến đây ta mới thấy được cái logic của đời Bác. Ái quốc để ái dân, ái dân là để ái quốc. Nên thi đua ái quốc, thi đua yêu nước, tất cả vì dân, vì nước cả thôi. Và nếu các đồng chí nghiên cứu Bác về lý luận này, thì xin các đồng chí tìm cho được cái logic này này. Xuất phát từ chữ dân mà Bác đi đến dân chủ. Từ dân chủ, Bác nghiên cứu và thực hành dân vận. Từ dân vận, Bác mở rộng thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng đều là từ chữ dân thôi. Chuyên chữ dân trở đi trở lại trong cái logic tư tưởng và logic hành động của Bác là như thế. Đặc biệt nữa là Bác đến với dân không phải chỉ để thăm đâu, mà Bác đến với dân chủ yếu để xem dân sống thế nào, dân làm ăn ra sao, dân có tâm tư nguyện vọng gì. Cho nên Bác mới viết là dân sinh, tức là đời sống của dân, lại còn phải dân ý, tức là ý nguyện của dân, dân nguyện là nguyện vọng của dân, dân tình là tình cảm của dân, tình cảnh của dân. Đấy. Và tất cả ý đảng lòng dân nó phải trở thành phép nước, như sau này Thủ tướng Phạm Văn Đồng tổng kết này. Đổi mới của chúng ta chính là một sự thống nhất giữa ý đảng lòng dân với phép nước, mà đều được rọi sáng từ tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cả. Đến đây, xin các đồng chí lưu ý cho một cái chi tiết nữa, là Bác có những chuyến đi về địa phương rất nhiều. Thanh Hóa cũng vậy. Thanh Hóa là ngay từ ngày đầu kháng chiến kiến quốc, Bác đã có mặt ở Thanh Hóa.
Và bác có nhiều lần làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa các thế hệ trước đây, thì các đồng chí đều biết cả. Đấy. Mà mỗi một buổi làm việc như vậy, bác chỉ căn dặn mấy điều then chốt thôi. Là không được để dân đói, không được để các cháu bỏ học, và không được để xảy ra mất đoàn kết từ chi bộ ở thôn làng đến cơ quan lãnh đạo của tỉnh ủy. Còn đến toàn đảng ở trung ương thì bác viết trong di chúc là các đồng chí trong đảng từ trung ương đến chi bộ phải giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Thì ta mới càng thấy rất rõ là vì dân, vì nước mà bác đi đến những cái kết luận quan trọng như thế. Ở Nghệ An quê bác, vì bận rất nhiều công việc, bác chỉ về thăm được có 2 lần thôi. Đấy. Năm 1957 và năm 1961. Nhưng để bù lại, bác gửi hàng ngàn bức thư cho cán bộ, đảng viên và nhân dân của tỉnh nhà. Tỉnh nhà tức là Nghệ An quê bác. Có một thời kỳ nhập cả Hà Tĩnh thành Nghệ Tĩnh, rồi sau lại tách ra là như vậy. Thanh Hóa trong lịch sử chưa bao giờ bị chia tách đâu các đồng chí. Các đồng chí đang chuẩn bị cho sự kiện rất quan trọng là 990 năm danh xưng Thanh Hóa đấy. Thì càng mới thấy rõ cái tầm nhìn của bác và tình cảm của bác dành cho đảng bộ nhân dân Thanh Hóa thắm thiết như thế nào. Nhất là với phụ nữ. Tại sao mà trong cái chuyến làm việc với đoàn đại biểu tỉnh ủy Thanh Hóa ra thăm bác, do bí thư tỉnh ủy lúc đó dẫn đầu, mà bác lại không vui. Bác không vui bởi vì trong đoàn ra thăm bác và làm việc với bác của tỉnh ủy đấy, không có một phụ nữ nào. Chứ không phải như bây giờ là chúng ta có một tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ quan chủ chốt rất là đông đảo. Thì đấy là một bước tiến. Chứ hồi đó là không có đâu các đồng chí. Bác đã không vui, nhưng bác rất cẩn thận, bác không phê bình ngay đâu. Phê bình ngay có thể là vội vã, bởi vì có thể có mà người ta không đi thì làm thế nào. Chứ bác phải thăm dò ý kiến đã. Bác hỏi đoàn Thanh Hóa thế này, là hôm nay đoàn cán bộ tỉnh Thanh ra làm việc với bác đi có đủ không? Nếu đi đủ tức là không có nữ. Còn nếu đi thiếu thì có thể có nữ. Nó có 2 cái tình huống đó thôi, đúng không? Đấy, các đồng chí làm tuyên giáo nhé, đặt câu hỏi điều tra dư luận xã hội nhé. Các đồng chí học bác cái kinh nghiệm này này. Thế đồng chí bí thư tỉnh ủy của chúng ta thì rất là hồn nhiên, cũng không hiểu được ý tứ của bác, trả lời bác rất là khẳng định như đinh đóng cột. Thưa bác, có mấy khi mà được ra thăm bác và làm việc với trung ương, chứ đã ra thăm bác thì phải bảo nhau đi đủ 100% chứ ạ. Thế là ngẫu nhiên cung cấp cho bác một thông tin bác đang rất cần. Nghĩa là trong tỉnh ủy đó chưa có cán bộ nữ. Bác lại đi lại một lượt, bác ngắm hết tất cả mọi thành viên trong đoàn Thanh Hóa. Bác lại dừng chân ở một cái đồng chí mà diện nhất trong đoàn, diện hơn cả bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn. Thế bác cứ cười, bác bảo tên chú là gì? Thế là kể tên cho bác nghe. Bác bảo thế chú được cấp ủy phân công việc gì? Thì chẳng may cho đồng chí này lại phụ trách nông nghiệp các đồng chí. Bảo thưa bác, cháu phụ trách nông nghiệp. Bác cười, bác bảo hôm nay đoàn cán bộ tỉnh Thanh ra làm việc xong về hết, riêng chú ở lại chơi với bác dăm bữa đã, mai đi cắt nước với bác. Ta xem, đấy là bác phê bình đấy các đồng chí. Ăn mặc thế thì làm sao mà cắt nước được. Thế lúc bấy giờ thì đồng chí bí thư tỉnh ủy mới hiểu ra ý tứ của bác, mới vội nói là thưa bác, bây giờ xin phép bác cho chụp ảnh làm kỷ niệm, bởi vì có mấy khi được ra thăm bác. Thì cũng nghĩ rằng là thế nào bác cũng đồng ý mà. Ai ngờ đâu bác từ chối phát các đồng chí. Bác bảo không, hôm nay nhất định không chụp ảnh. Làm việc xong các chú về hết. Khi nào đào tạo bố trí được cán bộ nữ trong các cơ quan lãnh đạo của tỉnh, các sở ban ngành như bây giờ đấy các đồng chí, báo ngay ra với bác. Bác sẽ cho mời tất cả ra chụp ảnh, còn hôm nay nhất định không. Đấy. Thì các đồng chí nữ được bác động viên an ủi đến như thế, bác tôn trọng đề cao đến như thế các mà.
Thì được được như bây giờ thế này là một điểm rất là đáng đáng mừng, đáng tự hào. Những bài học của quá khứ là ta đừng quên. Các đồng chí ở Thanh Hóa có biết là buổi làm việc cuối cùng của bác với Thanh Hóa là ngày nào không? Ngày 31 tháng 12 năm 1968, năm cuối cùng của năm 68, năm bác 78 tuổi. Mấy tháng sau của năm 69 là bác đi. Bác yếu lắm rồi, nhưng bác vẫn rất minh mẫn và thông tuệ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn đại biểu Thanh Hóa ra làm việc với bác. Thế và tất nhiên là theo nhiệm kỳ bây giờ đã đồng chí bí thư mới rồi, các đồng chí đọc lại lịch sử Đảng bộ. Bác hỏi ba câu. Câu thứ nhất này: Thanh Hóa đến giờ này còn tệ nấu rượu lậu không? Bác biết hết mà các đồng chí. Này, thời chiến tranh ấy, một hạt thóc, củ khoai đều quan trọng cho chiến trường. Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người cơ mà. Nấu rượu lậu bây giờ được coi như một tội ác đấy các đồng chí nhé. Và bác chỉ thị nghiêm khắc thế này này: phải đuổi hết những đảng viên nấu rượu lậu ra khỏi đảng. Câu này bây giờ ta vận vào lúc này thì ta mới thấy thấy sợ đấy các đồng chí nhé. Đúng không? Bởi vì không chỉ có nấu rượu lậu, nó còn bao nhiêu chuyện suy thoái khác nữa chứ. Câu này mới quan trọng. Bác là một nhà tư tưởng kiệt xuất như vậy mà có ngờ đâu bác nói một câu này nhé: các chú nên nhớ, đảng ta là một đảng cách mạng chứ không phải đảng nấu rượu lậu đâu. Trên bác đề nghị như vậy. Đấy là câu thứ nhất. Câu thứ hai này: Thanh Hóa đến giờ còn tệ đánh vợ không? Đây, cũng lại là vấn đề phụ nữ đấy các đồng chí này. Bác nói là đánh vợ là dã man, là kém đạo đức, kém văn hóa lắm, phải bỏ đi. Đúng không? Bác giải thích câu này ở Thanh Hóa là khác với cách giải thích ở Thái Bình. Thái Bình cũng đánh vợ như thế. Bác đọc báo Thái Bình bác biết mà. Thế là bác đem tờ báo Thái Bình về tận nơi họp tỉnh ủy bác phê bình. Thế cái lần bác về Thái Bình ấy, hội nghị tỉnh ủy đang họp đón bác rất là vui vẻ. Tất cả đứng dậy hoan hô chào bác cho ngồi xuống. Bác hỏi ngay: cô nào ở nhà bị chồng đánh đứng lên mách bác nào. Chẳng có cô nào đứng lên cả, cũng xấu hổ các đồng chí. Thế bác mới quay sang nam giới. Thế bác hỏi các chú vậy: thế chú nào chót uống rượu say đánh vợ đánh con đứng lên xin lỗi bác và các cô đi nào. Cũng chẳng có chú nào đứng lên cả, vì như chúng ta đây toàn cán bộ chủ chốt cả. Nhưng mà nam giới thì cứ rì rầm ở phía dưới, tưởng bác không nghe được. Ai ngờ bác nghe rõ lắm, bác biết hết. Bảo có đánh đâu bác cũng là dọa dẫm qua qua thôi mà. Thế bác đến tận nơi, bác đưa cái tờ báo mà bác đánh dấu mực đỏ, bút chì xanh đỏ của bác bảo chú đọc đi. Đây báo của tỉnh chú bác mang về đây này, chứ không phải bác nói nhé. Đánh thâm tím cả mặt mày thế này mà bảo là dọa dẫm qua qua sao? Đánh vợ đánh con là dã man lắm, kém văn hóa đạo đức, phải bỏ ngay đi. Đấy, đấy là đối với Thanh Hóa, đối với Thái Bình nhé. Còn Thanh Hóa, bác hỏi đồng chí bí thư tỉnh ủy lúc đó và đoàn Thanh Hóa đấy. Bác giải thích là dù là vợ chồng quan hệ tình cảm với nhau sinh con đẻ cái, tại sao lúc yêu nhau thì anh em ngọt thế mà lúc điên tiết lại thụi người ta. Đấy. Ta xem bác dùng những từ ngữ dân gian như thế đấy các gì để nói về cái sự quan tâm chăm sóc của bác với con người mà ở đây là phụ nữ. Và bác cũng kết luận một cách đầy tính pháp lý. Bác nói là dù là vợ chồng nhưng vẫn là công dân nam với công dân nữ. Đánh vợ tức là phạm pháp đấy các chú ạ. Ta xem bác bảo vệ quyền con người, nhân quyền, dân chủ đến như vậy. Mà đặc biệt là cái sự tôn trọng phụ nữ như một thước đo văn hóa. Thì đây cũng là điều chúng ta cần thu nhận để học tập và làm theo gương bác. Câu thứ ba bác dành cho Thanh Hóa là bây giờ Thanh Hóa đã có đội ngũ cán bộ nữ đông đảo, bác rất vui. Nhưng bác hỏi các chú một câu, liệu có thực chất không? Bố trí chị em vào cương vị lãnh đạo nhưng có thực chất không? Có tôn trọng người ta không? Có đảm bảo cho họ làm việc phát huy được sáng tạo không? Hay cũng là vườn hoa cây cảnh vậy thôi? Ta thấy không?
ta thấy hết được cái sự thấu đáo của Bác. Và bây giờ chúng ta suy nghĩ những điều này để càng thấy học Bác, làm theo Bác mà Đảng ta lựa chọn như một giải pháp chiến lược là quan trọng biết chừng nào. Thế ở miền Bắc chúng ta, vì lúc bây giờ miền Nam còn đang chia cắt, chưa thống nhất, Bác chưa đi vào thăm được. Miền Bắc Bác đi nhiều lắm. Các đồng chí có biết tỉnh nào Bác về nhiều nhất không? Hóa ra là tỉnh Bắc Ninh các đồng chí. Bắc Ninh mà ngày 25 này là ông Kim Jong Un đến thăm khu công nghiệp đấy các đồng chí nhé, để chuẩn bị cho cái cải cách của Triều Tiên đấy. Đấy. Bác về Hưng, Bắc Ninh 18 lần tất cả. Bác về Hưng Yên 10 lần tất cả. Bác về Thái Bình 9 lần, về Hải Phòng 9 lần. Về Thái Bình 6 lần, trong đó có một lần Bác ngủ đêm tại huyện Vũ Thư, bây giờ ở đó có nhà lưu niệm cho Bác. Bác đi rất nhiều, nhưng mà riêng quê Bác chỉ về có 2 lần thôi. Ta chỉ hiểu một lý do là Bác bận trăm công nghìn việc. Và bù lại Bác đã viết hàng nghìn bức thơ. Nhưng còn một chi tiết nữa, Bác rất tinh tế. Bác muốn tránh cho một cái điều khó xử, một người làm quan cả họ được nhờ. Bác không muốn như vậy. Và Bác căn dặn Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An của Bác đấy, quê hương của Bác đấy. Bác lại nói thế này nhé: Nghệ An phải phấn đấu thành một tỉnh khá. Các tỉnh biên giới phía Bắc Bác cũng nói là tỉnh khá thôi. Chỉ riêng Thanh Hóa Bác dành cho chúng ta một cái sự vinh dự, phải thành một tỉnh kiểu mẫu. Thế mà ta chưa thành kiểu mẫu được thì chúng ta còn nợ Bác, và ta càng phải phấn đấu tiếp tục hơn nữa. Đấy, để sắp tới đây với đà phát triển này, với cái nhà máy lọc dầu Nghi Xuân đã bắt đầu khởi động này, đã có sản phẩm thương mại, các đồng chí biết cả. Thì đến một lúc nào đó đấy, nếu Thanh Hóa tự túc được toàn bộ đời sống của dân sinh, không cần sự chi viện của Trung ương nữa, lại có đóng góp cho Trung ương để điều hòa cho các tỉnh còn nghèo khổ, thì đấy sẽ là một niềm tự hào. Và tôi tin là trong một tương lai không xa, Đảng bộ nhân dân Thanh Hóa sẽ làm được như vậy. Và đấy là cách thiết thực nhất để chúng ta học tập làm theo Bác. Vì suốt đời Bác chỉ lo cho dân thôi mà. Đấy. Chúng ta kể cái câu chuyện về Hưng Yên của Bác Hồ thế này. Hưng Yên mới đích thực là quê ngoại của Bác đấy các đồng chí. Chứ còn cái làng Hoàng Trù, Kim Liên ở Nam Đàn, Nghệ An ấy, cũng là quê ngoại chỉ với nghĩa là Bác sinh ra thôi. Mẹ Hoàng Thị Loan đẻ Bác ra ở cái mảnh vườn Hoàng Trù đó, thì đấy là quê ngoại. Quê ngoại với nghĩa là Bác sinh ra. Ông ngoại Bác là Hoàng Xuân Đường, đến lập nghiệp ở đó là đời thứ 7, có một chi nhánh họ Hoàng Xuân. Chứ còn cái nôi quê ngoại của Bác ấy là Hưng Yên, là Khoái Châu, Hưng Yên. Cụ thể là cái xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bây giờ đây này. Các đồng chí cố về thăm, đó đã có đền thờ, đã có bàn thờ cho mẹ Bác. Câu đối mang từ Nam Đàn, Nghệ An ra, ta thắp một nén hương cho Bác và mẹ Bác ở đó. Hưng Yên là cửa ngõ của Hà Nội, chỉ cách Hà Nội chưa đầy 20 cây số thôi. Lúc đầu là một tỉnh thuần nông nghèo khổ lắm, lũ lụt hạn hán quanh năm, trên mấy công trường đại thủy nông Bắc Hưng Hải, Bác về tát nước chống hạn với dân là thế. Thế thì có một lần tỉnh ủy lại mời Bác ở lại dùng cơm. Bác nhận lời ngay, Bác rất vui vẻ, không có khách sáo gì, như chúng ta vẫn mời cơm nhau như thế. Ai cũng mừng được Bác ở đồng ý ở lại ăn cơm với tỉnh ủy buổi trưa. Nhưng mà đến giờ ăn thì thư ký lại đặt trên bàn cho Bác một cái túi vải nâu, nó có cái giải rút kéo lên thế này, lấy sẵn thức ăn chuẩn bị từ Hà Nội cho Bác. Một nắm cơm nhỏ, một mấy miếng thịt diêm, mấy quả cà xứ Nghệ, mấy lát dưa cải chua và một chai nước uống cho Bác. Bữa ăn của vĩ nhân mà có thế thôi đấy. Thế mà tỉnh lại mời Bác ăn cơm, chứ không biết làm thế nào cả. Bác biết chứ, Bác có một biệt tài là đo được ý nghĩ của chúng ta, đọc được ý nghĩ của chúng ta. Bác nói ngay, Bác bảo Bác có cơm đây rồi, Bác ăn cơm của Bác, các chú ăn cơm của các chú đi, rồi ta lại làm việc tiếp.
Thế đồng chí bí thư tỉnh ủy đứng lên, thương bác quá ái ngại vì cơm nóng nó nguội mất rồi. Bảo là thưa bác để cho anh em chúng cháu được ăn cơm nóng của bác. Bác cười, bác bảo thế thì lấy dao cắt nhỏ ra bác cháu cùng ăn cho nó vui. Thế mỗi người cùng ăn chung với bác một cái mẩu cơm nắm bé xíu như thế. Thế ăn xong thì xới cơm thêm cho bác và cho tất cả mọi người, toàn các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh như chúng ta thế này. Thì theo một thói thường ta xới một bát cơm nhỏ, lưng bát mời bác dùng. Bác đỡ bát cơm, bác nói ngay một câu mà bây giờ lãnh đạo Hưng Yên ngày nào cũng nhắc nhau đấy các đồng chí này. Bác bảo chú xới vơi như thế này thì liệu chú làm việc đầy đặn làm sao được. Thế tức là bác rất có ý tứ, bác rất có chủ ý. Cái gì bác cũng lái về đạo đức hết đấy các đồng chí. Này, đạo đức là gốc, là hàng đầu mà. Cái gì bác cũng lái về đạo đức. Và cứ có điều kiện, có cơ hội ở đâu để giáo dục đạo đức thì bác bao giờ cũng tận dụng triệt để. Đấy, câu chuyện là như vậy. Đấy là cũng là dân chủ, cũng là ý thức tôn trọng nhân dân và nhất là chăm lo đời sống của dân. Đấy. Và chăm lo đời sống của dân không chỉ là bữa miếng cơm manh áo đâu, còn là tinh thần tình cảm nữa, còn là nỗi lòng của dân chúng nữa. Điều này rõ nhất xin các đồng chí nghiên cứu về cái chủ đề là bác đi chúc Tết đầu xuân. Cũng là một cái đề tài mà ít người khai thác. Tại sao mà 30 năm ở nước ngoài, trở về Bắc Bó Cao Bằng, quê hương địa đầu tổ quốc như vậy, việc đầu tiên bác làm là vào tận làng tận bản. Bác đưa các cháu nhỏ gầy yếu, quần áo rách rưới bẩn thỉu ra suối tắm giặt cho các cháu, bôi thuốc để chống cái chốc lở trên đầu cho các cháu. Bác đề nghị tổng vệ sinh, quét vang các cái bụi rậm để đỡ muỗi, để khai thông đào giếng, lo cho dân. Bác hiểu lòng dân đến mức mà bác còn nhận làm thầy cúng cho dân nhé. Viết sớ, viết văn tế cho dân. Thật ra đấy cũng chỉ là cách để làm dân vận của bác thôi. Đấy, bác làm như vậy. Và bác đi mừng tuổi các cụ già nhân ngày Tết. Bác còn dặn chúng ta giúp việc bác đấy là dù chỉ một đồng tiền nhỏ thôi, bây giờ ta gọi là lì xì đấy, cũng phải gói vào giấy hồng điều để tỏ lòng tôn trọng các cụ cao tuổi. Thế còn khi là chủ tịch nước ở Hà Nội, bác chỉ thị cho thành ủy Hà Nội đấy bố trí cho bác đi chúc Tết. Và bác chọn hai đối tượng để thăm, để chúc Tết. Một là các trí thức, những trí thức danh tiếng, vì bác rất trọng nhân tài. Hai là những người nghèo khổ. Càng nghèo khổ bao nhiêu, càng bất hạnh bao nhiêu, bác càng thương xót bấy nhiêu. Bác đến thăm bác sĩ Trần Duy Hưng, vị thị trưởng đầu tiên của Hà Nội, là một trí thức nổi tiếng. Rồi các giáo sư như Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di, đấy, Trần Hữu Tước, những người bác rất quý trọng, kỹ sư Trần Đại Nghĩa sau này cũng vậy. Và những người nghèo khổ bác đến thăm là ai? Là một chị phụ nữ khóa chồng, nuột nách 5 con nhỏ thơ ấu, mà giao thừa rồi trên bàn thờ vẫn lạnh ngắt khói hương, một nải chuối xanh, một nén hương cũng không có. Bác xót xa lắm. Mà còn đi gánh nước, đi bổ củi, lấy mấy đồng bạc nuôi tìm cơm kiếm gạo cho con cơ mà. Một đàn con nheo nhóc. Thế mà khi bác bước vào cái ngõ hẻm tối tăm đó, tất cả mọi người đều biết bác đến thăm, ai cũng xúc động. Thế là cứ vây quanh bác, nhất là các cháu nhỏ, cứ gọi bác Hồ, bác Hồ. Bác lấy kẹo chia cho các cháu. Mà cái chị phụ nữ khóa chồng đó đang đi gánh nước, thấy bác đến mà xúc động quá, có ngờ đâu bác đến. Thế là buông cả đòn gánh đổ cả thùng nước, ôm chầm lấy bác mà khóc. Bảo những người như cháu mà bác cũng đến thăm sao? Bác an ủi chị phụ nữ đó thế nào? Những người như cô mà bác không đến thì còn đến với ai nữa? Thì có phải là rõ nhất cái gọi là tôn trọng dân và vì dân chúng, vì dân chủ không các đồng chí? Đấy là điểm đáng lưu ý. Ở Quảng Ninh, có lần bác ra tận đảo Cô Tô các đồng chí nhé. Bác đến cả đảo Tuần Châu nữa nhé. Thế mà cano chở bác đi chúc Tết mà.
Thế mà cano vừa chuyển đánh rời bến xong thì bỗng nhiên có tiếng thất thanh. Một bà cụ già mù lòa không nhìn thấy rõ ánh sáng, đã hơn 70 tuổi rồi, cứ hét lên: "Tại sao không cho tôi gặp bác Hồ? Bác Hồ đâu rồi?" Bác nghe được, bác ra lệnh cho ô tô, cho cano quay trở lại để gặp bà cụ đã. Thế mà khi ô cano cập bến ấy, thế là mọi người mới dắt cụ lên để gặp bác, cứ lập cập thế này, ôm chầm lấy bác mà khóc, mà cứ cứ chạm cả vào quần áo của bác, sờ cả lên má, lên râu của bác. "Có bác đây ư? Bác đấy ư?" Bác trả lời thế nào: "Thưa cụ, tôi đây. Cụ có được khỏe không?" Thế cơ mà. Và cụ không ngờ rằng có thể lại có trong đời mình có lần được gặp bác trực tiếp đến như vậy. Đấy. Và cụ cứ khóc. Và bác giữ yên lặng, đứng im hồi lâu để thỏa cái lòng xúc động mong chờ của dân chúng qua hình tượng bà cụ già này. Các đồng chí xem cái táo quân lên lên chầu trời vừa rồi, trong cái lúc giao thừa đấy, các đồng chí có nhớ nhân vật cụ già không? Cụ già mà nhận bắt đầu là con cháu mình lên đấy, các thứ đấy, Nam Tào bắt đầu đấy. Có một câu hay lắm đấy các đồng chí nhé. Cái tiết mục này thì là bây giờ tiếng khen tiếng chê nhiều lắm, mỗi người một ý mà, đúng không? Nhưng mà có một câu này theo tôi là rất đáng ngẫm này. Cụ nghèo khổ quá mà lên chỉ cầu mong là làm sao để được công nhận là người nghèo, hộ nghèo thôi này. Mà giấy tờ hồ sơ giải quyết mãi trả xong, cứ đùn đẩy như thế trách nhiệm. Thế rồi đến cuối cùng là khi xem thì bảo là vì chưa được hội nghị của dân bầu. Thế cơ mà. Thế là thiên đình bảo chứ nghèo mà cũng phải bầu sao? Là thế đấy. Thế rồi tiễn cụ xuống hạ giới mà, thế là mới đưa cho cụ mấy đồng tiền, cụ từ chối. Các đồng chí có nhớ cái câu đó không nào? Câu này thì xót xa lắm, các đồng chí thông cảm, ta đọc lại với nhau nhé. Nhưng mà quan lấy tiền của dân thì thường thôi, chứ dân mà lấy tiền của quan thì tội to lắm đấy. Đều hàm ý phê phán hết đấy các đồng chí nhé. Cho nên đồng chí nào phụ trách văn học nghệ thuật, nó như cái lăng kính của xã hội vậy, đo được tất cả những cái tần suất cảm xúc của dân chúng, của xã hội, và nó gợi ý rất nhiều cho những người làm quan, tức là chúng ta là cán bộ trọng trách, để làm sao đi được đường đi nước bước, chính sách giải pháp cho nó đúng với lòng dân. Bác gọi là thuận lòng dân, thuận lòng dân. Đặc biệt nữa, xin các đồng chí lưu ý cái câu chuyện này. Giờ giải lao đại hội đảng hồi kháng chiến ấy, bác chọn hai đơn vị để đi thăm. Một là đơn vị an ninh, vì lúc bây giờ là có đại biểu Lào và Campuchia cùng dự, vì đều trong một cái nôi chung là Đảng Cộng sản Đông Dương mà. Sau này bác đề nghị tách ra thành ba đảng, mỗi đảng là một đảng độc lập, phụ trách cách mạng của nước mình, mới có tên Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Campuchia Việt Nam là Đảng Lao động Việt Nam đấy. Bác đọc diễn văn đảng ra công khai là thế. An ninh rất quan trọng, cho nên là bác thương vất chiến sĩ an ninh vất vả, bác đến thăm. Đến thăm thì chiến sĩ an ninh ấy, trẻ quá có biết bác là ai đâu. Bác vốn giản dị, bác lại hay hóa trang nữa, chứ chẳng biết bác là ai. Thế là cứ ngăn bác lại không cho bác vào thăm, cứ hỏi giấy hỏi má bác. Bác bảo bác đây mà, bảo bác cũng phải có giấy, không cho bác vào các đồng chí. Thế là chỉ huy mới sợ quá, ra nói nhỏ với chiến sĩ là đấy là bác Hồ, sao mà chú lại hỏi giấy bác để bác vào thăm. Bác nghe được nhé, bác ngăn ngay. Bác bảo là lỗi không phải của chú chiến sĩ này đâu. Chú chiến sĩ này như thế là giỏi lắm, tốt lắm. Phải như thế mới bảo vệ an ninh tuyệt đối được. Lỗi là của chú đấy. Chú là chỉ huy mà không báo cho chiến sĩ biết trước là bác đến, làm sao họ biết bác là ai. Chứ bác sẽ thưởng cho chú chiến sĩ này một điếu thuốc lá, còn chú bác sẽ phạt sau. Sau này ta đọc vào tác phẩm của bác, ta về xây dựng đảng ấy, bác ghi là cán bộ và chiến sĩ, cán bộ tức là người có chức vụ, chiến sĩ tức là người thường đấy, cùng mắc lỗi như nhau,
thì chỉ huy cán bộ đấy phải phạt nặng gấp 3 lần. Đảng viên và người ngoài đảng cùng mắc lỗi như nhau, đảng viên phải xử lý nặng gấp 3 lần để nêu gương. Để nếu ta làm được đúng như thế này thì tình hình đã rất tốt đẹp từ lâu rồi. Thì vì chưa làm được tốt như thế, bây giờ ta phải ra sức chỉnh đốn đảng là thế. Thì ta học bác. Bác lại đến thăm một cái đơn vị nữa. Đồng chí nào làm văn phòng thì đều biết. Văn phòng là hậu cần. Được cử đi phục vụ đại hội đảng là cả một câu chuyện rất vinh dự. Nhưng mà nhọc nhằn, khó nhọc lắm. Đấy. Trên các đồng chí hết sức quan tâm đến bộ phận văn phòng nhé. Các anh em vất vả lắm. Đấy, là thế. Thì bác chọn văn phòng bác đi thăm. Đi thăm thì lần đầu tiên được gặp bác. Trên xúc động quá cứ đứng ngây ra ngắm bác cả. Không ai chào hỏi. Bác muốn cho nó tự nhiên. Bác bảo chú đi lấy cho bác cốc nước. Bác bảo đi lấy nước thì lại không lấy. Ông ấy nghĩ thế nào? Ông cho tay vào túi quần lấy cái bật lửa không chị? Bật lửa cho bác. Vì cứ nhìn thấy bác là nghĩ ngay bác hút thuốc lá mà các đồng chí. Thói quen của bác. Thế là bác cũng cúi xuống châm lửa hút một điếu thuốc lá. Rồi bác mới nói. Các đồng chí phụ trách mặt trận và đoàn thể nhé. Về dân vận này. Câu này quan trọng lắm đây rồi. Bác coi bác là dân. Đồng chí nhân viên phục vụ kia bác coi là cán bộ. Bác bảo dân xin nước mà cán bộ lại cho lửa mới vui chứ. Nước lửa nó đối nhau như thế. Lúc bấy giờ là bác nói đùa. Chứ bây giờ tình hình thì không đùa được đâu các đồng chí. Tình hình nó xảy ra như thế thì coi như mất hết. Đấy là quy luật của muôn đời mà. Từ Nguyễn Trãi trở đi. Đấy, Nguyễn Trãi cùng Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn. Đất Lam Kinh của chúng ta là một vùng đất thiêng đấy các đồng chí. Đúng không? Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Không có gì mạnh hơn nước, không có gì mềm mại như nước. Đấy cũng chính là dân. Là thế đấy các đồng chí. Và Nguyễn Trãi tổng kết một câu thấm thía mà ứng vào với bác thì vô cùng đúng. Trải biến cố nhiều thì chí lự sâu. Lo công việc xa thì thành công lạ. Bác có tầm nhìn chiến lược vì đời bác trải qua muôn vàn cay đắng. Thử thách mà vượt lên hết. Ta đọc nhật ký trong tù nhé. Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao. Muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Là thế. Thì bao nhiêu điều như vậy để nói đến một cái kết luận. Đó là học tập làm theo bác cả tư tưởng, đạo đức và phong cách luôn luôn là một chỉnh thể, đừng tách rời. Đúng không? Và tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác đấy thể hiện rõ nhất trong cái chủ đề là ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống của dân. Muốn thực hiện được như vậy thì điểm mấu chốt là ở đâu? Điểm mấu chốt là mỗi người phải rèn đạo đức suốt đời. Có trí tuệ, có tài năng là quý, nhưng quan trọng hơn là phải có đạo đức. Đức là gốc cơ mà các đồng chí. Trên bác luôn luôn nhấn mạnh cần kiệm liêm chính là như vậy. Có cần, có kiệm, có liêm thì mới chính được. Mà có đủ cả cần kiệm liêm chính mới là người hoàn toàn. Bác dùng ngay bốn cái chuẩn mực cần kiệm liêm chính để đặt tên cho các con trai của Chủ tịch Hoàng Thân Su Phan Lưu Vong đấy các đồng chí nhé. Ta biết cả người bạn chí thiết của Việt Nam. Ông ấy rất giỏi tiếng Việt, lấy vợ người Việt Nam, kỹ sư về 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 giao thông cầu cống. Nó có câu chuyện cảm động thế này. Hoàng Thân có rất nhiều con trai, bác đặt tên bằng cần kiệm liêm chính trung thành. Toàn những tên đẹp cả. Thế đến khi mà người con trai cả của Hoàng Thân lấy vợ, thế là gửi thiếp mời sang mời bác, coi như là cha, coi như là bác là chú, cho nên là mời bác rất là thân tình. Bác chỉ thị cho văn phòng làm cho bác một chiếc bút máy Hồng Hà với một lọ mực Cửu Long thật đẹp gửi sang làm quà biếu, quà cưới đấy các bạn. Thế nhận được quà của bác, thế là cậu con trai này sung sướng quá. Thế là cứ nằn nỉ bác, coi như bác như cha, chân rất là hồn nhiên. Bác cho cháu một cái nữa để tặng cô dâu mà.
bác lại cho làm tiếp một cái bút máy nữa, một lọ mực cửu long nữa gửi sang. Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu như nước Hồng Hà cửu long là thế đấy các ông. Thì cái gì cũng đều có ý nghĩa giáo dục đạo đức cả, quan trọng nhất là đạo đức. Có tài phải có đức phải có tài. Chúng ta đang bố trí cán bộ nhé, các đồng chí đều biết là bác nói là có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, có khi hỏng việc. Còn có tài mà lại không có đức thì nguy hiểm, vì có thể làm điều xấu, điều ác một cách có tính toán thì hại hơn rất nhiều. Bây giờ đảng ta gọi là bất minh, bất chính ấy. Là như thế. Đặc biệt là để thương dân, để vì dân thì phải biết tiết kiệm. Tiết kiệm từng đồng tiền bát gạo của dân. Đấy. Bác nói một câu rất thấm thía là mỗi đồng tiền bát gạo mà chúng ta tiêu dùng là mồ hôi nước mắt của dân. Thương dân thì phải tiết kiệm. Lãng phí là không thương dân. Tham ô tham nhũng là ăn cắp của dân, có tội với dân với nước. Bác còn chỉ thị là trừng trị tất cả những kẻ bất liêm, bất kể chúng là ai. Các đồng chí nhớ lại cái sự kiện bác ký án tử hình nhé, đại tá Trần Dụ Châu nhé, rồi ông thứ trưởng Hoàng Việt Hùng bộ canh nông nhé. Một ông thì tham nhũng, một ông thì mắc tội về đạo đức là giết vợ vì có một tình riêng. Bác tử hình hết. Bác còn chỉ thị thi hành bản án ngay, không cho ân xá. Bác còn đề nghị là công khai cho toàn dân biết, đau đớn mấy cũng phải chấp nhận. Mất người là đau đớn nhất, phải chấp nhận. Đấy, báo cáo của các đồng chí là nêu rất rành mạch tất cả các vụ kỷ luật và xử lý các cấp như thế nào. Đấy là cũng là một thái độ rất là trách nhiệm và cũng sâu xa ra cũng vì dân cả thôi, để đảm bảo trong sạch của đội ngũ. Có khi bác còn gọi những người có chức có quyền trọng trách này, nhưng mà tham nhũng, bác gọi đến bác dạy dỗ, bác nói thấm thía lắm, không bao giờ nặng lời nhưng mà rất thấm thía và tận gan ruột đến mức phải khóc mà các đồng chí. Bác nói thế này này, các chú mắc lỗi cũng có phần do lỗi của bác. Bác nhận như thế vì bác là người cao nhất mà. Bác đã không dạy bảo các chú được đến nơi đến chốn nên các chú mắc lỗi. Ở đời ai cũng là người thường, không có ai là thần thánh cả. Ai cũng có cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu. Phải làm cho cái hay, cái tốt nảy nở như hoa mùa xuân. Cái xấu, cái dở thì mất dần đi. Các chú có lỗi, phải sửa lỗi đi. Đấy. Và bác nói là tham nhũng nhiều quá. Bác hỏi là, bác hỏi các chú một câu. Ở nhà có bao giờ các chú ăn chanh cơm của vợ của con không? Chắc là không. Vì con người chứ có phải thú vật đâu. Có nhân tính chứ. Vậy mà làm sao các chú nỡ lấy của dân đến như thế? Bác chỉ nói thế thôi, bác không nặng lời xúc phạm ai cả. Vậy mà khóc đấy các đồng chí. Những giọt nước mắt xót xa, hối hận dù là muộn màng. Ta xem, bao nhiêu điều bác chỉ dẫn như vậy bây giờ rất sống động, gọi là có tính thời sự mãi mãi là thế. Hay là bác còn nói thế này các đồng chí này. Bác bảo là dân đóng thuế. Các đồng chí mở tác phẩm bác ra có câu này nhé. Dân đóng thuế để chính phủ có tiền trả lương cho công chức, cho cán bộ chúng ta. Vậy mà không làm việc tận tâm, không có trách nhiệm với dân thì chính là lừa gạt dân chúng. Thì rõ ràng ở đây ta xử những cái tiêu cực này không chỉ về mặt luật pháp là đủ đâu, phải giáo dục đạo đức. Cho nên đảng ta mới đưa vào nghị quyết là xây dựng đảng về đạo đức là thế. Mà cụ thể hóa nó đấy, bây giờ phải giáo dục đạo đức trong đảng, giáo dục danh dự, giáo dục liêm sỉ, trọng danh dự, trọng liêm sỉ, thì tự mình sẽ không dây gây vào những cái việc sai trái, những cái tội lỗi. Và điều ấy đấy, nó thức tỉnh lương tâm của mỗi một người. Và cũng là ý nghĩa đạo đức của việc học tập làm theo bác lúc này.
Bác về thăm Thái Bình lần cuối cùng, mà vì cái chuyến thăm này bác về bị mưa, bác liệt cả cánh tay đấy không? Cũng như bác đến Hồ Tây đấy, thăm đoàn đại biểu Việt Nam từ Paris về đàm phán mà bác cảm lạnh sưng phổi, rồi sau đó bác ốm rất nặng. Thế thì làm việc Thái Bình nhiều lần, nhưng mà có hai lần quan trọng mà đều rơi vào hoàn cảnh lũ lụt, đê vỡ rất nhiều, đời sống nhân dân đói kém. Mà bác chưa lên xe về, trời cứ mưa tầm mưa tạ. Đồng chí lãnh đạo của tỉnh mời bác lên xe để đưa bác về thị xã, không sợ bác ốm. Bác dặn dò tất cả mọi người phải chăm lo đến đời sống cho dân, không được để dân đói này, phải chữa được lũ lụt xong này, và phải tránh được dịch bệnh sau khi có lũ có lụt như thế. Thế về đến tỉnh, lúc bây giờ là thị xã Thái Bình chứ chưa phải thành phố như bây giờ, còn nghèo lắm. Thế làm cơm để bác dùng, mời bác nghỉ lại vì đã muộn. Bác nói thế nào các đồng chí? Bác bảo đi thăm tỉnh lụt mà còn ăn uống gì nữa. Bác không ăn đâu. Chú nào đói thì có cơm nắm bánh mì của bác mang ra mà ăn. Bác không ăn đâu. Đấy là lần thứ nhất. Lần thăm Thái Bình cuối cùng, bác dặn dò tỉnh mọi câu chuyện lớn nhỏ xong xuôi rồi, thì đồng chí bí thư tỉnh ủy cảm ơn bác và đem quà tặng bác. Nói là quà nhưng thật ra chỉ có hai cái túi gạo, mấy cân gạo tẻ, mấy cân gạo nếp, gọi là đặc sản của quê nhà biếu bác thôi, có gì đâu. Bác khen là gạo rất ngon, đặc sản mà. Bác lấy tiền để trả mấy cân gạo đúng theo giá của thời bao cấp với các đồng chí. Thế đồng chí bí thư tỉnh ủy thì lại ngăn tay bác lại, bảo sao bác lại trả tiền, đây là quà của tỉnh ủy biếu bác, có đáng là bao, bác nhận cho anh em vui thôi. Đấy, nếu chúng ta nói, ta cũng nói như vậy, hoàn toàn là lưu loát, có cái gì sai đâu, cứ tưởng như thế là đúng. Đến khi nghe bác nói lại, ta mới biết ra là thế ra trong cuộc đời nhiều khi ta nói sai mà ta không biết đâu. Bác nói thế này ta có giật mình không? Bác bảo các chú ở tỉnh ủy mà cũng làm được gạo à? Bác tưởng bác và các chú suốt đời chỉ ăn gạo của dân thôi chứ. Bác trả tiền đâu có trả cho các chú, bác trả cho dân. Mỗi đồng tiền bát gạo chúng ta tiêu dùng đều là mồ hôi nước mắt của dân cả. Đấy. Nếu các chú không nhận tiền giúp bác mà cứ giục bác mang gạo về thì có khác nào xui bác tham ô. Cái đồng tiền đó bây giờ để trong bảo tàng, mấy cân gạo thì chuyển cho văn phòng dùng, chứ bác cũng có dùng đâu. Nhưng mà câu chuyện như thế để nhắc chúng ta một lòng theo bác, và cả đời bác là một đời vì nước vì dân. Thế cái chữ dân trở đi trở lại thấm thía và quan trọng đến như vậy đấy. Thì có kể bao nhiêu chuyện về bác cũng vẫn là không đủ. Nhưng bây giờ cần phải nhấn mạnh lại vào xung quanh câu chuyện phong cách. Các đồng chí nhớ phong cách không phải là tác phong đâu nhé. Tác phong chỉ là bề ngoài của phong cách thôi. Phong cách là một giá trị. Phong cách là điểm kết tinh tiêu biểu nhất của trí tuệ, đạo đức và lối sống. Phong cách là con người. Người thế nào thì phong cách nó như thế. Ai cũng có khả năng trở thành một phong cách. Đồng chí nào là nhà giáo này, có phong cách sư phạm. Nhà văn, phong cách sáng tạo, đầy bản lĩnh. Mà bác là nhà văn lớn, nhà thơ lớn, cho nên bác rất thấu hiểu văn nghệ sĩ. Bác mới dặn chúng ta câu như thế này nhé. Các chú nên nhớ, tiếp giáo viên thì có thể tiếp chung. Vì giáo viên vốn là mẫu mực, dễ thống nhất với nhau lắm. Tiếp giáo viên, các nhà giáo có thể tiếp chung, chứ tiếp văn nghệ sĩ các chú phải nhớ tiếp riêng từng người một. Đấy nhá, đội ngũ văn nghệ sĩ chúng ta ở đây đầy cá tính không ạ? Bác hiểu rõ văn nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ là những người có cá tính mạnh, cái tôi, cái bản ngã rất mạnh, phải tiếp riêng từng người một vì họ có những cá tính riêng. Bác hiểu thấu đáo lắm. Nên phong cách là thế đấy. Phong cách là nơi kết tinh của tư tưởng, của đạo đức, của lối sống, thành giá trị độc đáo của từng người, của bản thể, của chủ thể.
ai cũng có, nhưng không phải ngẫu nhiên mà thành phong cách. Phong cách là kết quả rèn luyện cả một trường đời. Trên khả năng khách quan thì rất tiềm tàng, nhưng mà có thành sự thật hay không đấy là kết quả nỗ lực của cả một đời người. Bác là một ví dụ, một ví dụ độc đáo như vậy, chứ không lẫn với một ai khác cả. Cái bài thơ "Đêm nay bác không ngủ", các đồng chí nhớ lại thời nhỏ ta đi học nhé. Cái câu này này: "Vì một lẽ thường tình, bác là Hồ Chí Minh". Hồ Chí Minh tên bác là cả phong cách của bác. Phong cách chính là con người. Câu nói nổi tiếng của Buffon từ thế kỷ thứ 18 hoàn toàn đúng ở đây. Phong cách của bác là giản dị, tự nhiên, hồn nhiên, không cao đạo, không có đầu óc lãnh tụ, không theo chủ nghĩa lãnh tụ, chủ nghĩa quyền uy, luôn luôn chỉ coi mình là một người lính vâng lệnh quốc dân ra trận, luôn luôn chỉ là một thành viên của cộng đồng. Đấy. Và luôn luôn khiêm tốn, khiêm nhường, đầy bao dung, đầy hy sinh. Có kể bao nhiêu về chuyện về bác cũng không đủ, vì phong cách của bác rất đa dạng là như thế. Đến đây xin các đồng chí lưu ý cho, tại sao ngày bác mất ý, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa, cả thế giới khóc bác, không riêng gì chúng ta đâu. Đến mức mà cụ Bertrand Russell phải thốt lên là không có vĩ nhân nào được như Hồ Chí Minh, mà sự ra đi của người lại lấy của nhân loại nhiều nước mắt đến như thế, cả thế giới khóc thương người. Đấy. Còn Fidel thì nói một câu nổi tiếng: lúc bác mất Fidel có 43 tuổi, bây giờ đã về với bác, với tổ tiên, với thế giới người hiền lúc 90 tuổi. Fidel còn là người được bác tặng cho cả cái gạt tàn thuốc lá đấy các ông, cái hộp gạt tàn thuốc lá làm từ xác vỏ máy bay ở Đồng Nai gửi ra đấy. Đồng bào trong đó xa xôi có biết đâu là bác bỏ thuốc lá rồi lại gửi biếu bác cái gạt tàn thuốc lá. Bác gửi luôn sang tặng Fidel đấy các đồng, vì bác đã bỏ thuốc rồi. Trên Việt Phương nói là cái đĩa gạt tàn thuốc lá đã từ lâu thôi không nóng nữa trên bàn là thế. Thì Fidel nói là đồng chí Hồ Chí Minh thuộc về một lớp người đặc biệt mà cái chết lại gieo mầm cho sự sống đời đời bất diệt. Chuyên thể xác là hữu hạn, nhưng nhân cách là vĩ đại trường tồn. Nếu đó là một nhân cách lớn, thực sự có ảnh hưởng trong dân, trong nước và trong thế giới nhân loại, đó là trường hợp của Hồ Chí Minh. Và niềm tự hào, xúc động của muôn lớp người Việt Nam, con cháu chúng ta về sau này cũng vậy thôi. Thế cho nên, bao dung, nhân ái, vị tha là điều không bao giờ quên của chúng ta khi nghĩ về bác. Bác bao dung đến thế này các đồng chí này: lỗi lầm, lỗi to, lỗi nhỏ, bác rất nghiêm nhưng vẫn rất bao dung. Rất bao dung. Bác nói là chỉ sợ mình không có lòng bao dung nhân ái, chứ không sợ người ta không theo mình. Sông sâu bể rộng, bao nhiêu nước cũng vừa. Còn cái đĩa cạn nó nông quá, cái chén nhỏ nó nhỏ quá, thì một giọt nước cũng tràn đầy. Chỉ sợ không có lòng bao dung nhân ái, không dung nạp được hết thôi. Riêng chỗ này xin các đồng chí cũng tự điều chỉnh. Ta cũng mắc những sai sót. Bác thì dạy là bao dung, mà ta không biết là do không hiểu hay là cố tình không hiểu mà không biết, ta toàn biến thành bao che đấy các đồng chí. Thế nó mới hỏng chứ các đồng chí. Nên bây giờ phải sửa đấy các đồng chí nhé. Bao dung nó khác. Bao dung tức là rộng lòng tha thứ, nhưng mà trên cái nền của sự nghiêm khắc. Phải nghiêm đã. Đúng. Nghiêm khắc để giữ được cán bộ, để bảo vệ được cán bộ, không để cán bộ hư hỏng. Đến lúc quá muộn thì không sửa được nữa, thì chỉ có mất thôi. Mà mất người là đau đớn nhất. Thì ta học bác chỗ đó. Bác bao dung đến thế này các đồng chí: bác không nhận huân chương, vì trong bao dung nó có cả cái đức khiêm nhường. Bác nói là bác chưa xứng đáng để nhận huân chương.
vĩ đại như bác mà bác nói là không xứng đáng. Đấy là bài học lớn cho chúng ta, nhất là thế hệ trẻ, phải noi gương bác. Bác nói là bao giờ miền Nam thống nhất, tổ quốc thống nhất, Nam Bắc một nhà, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đồng bào miền Nam thay mặt cả nước gắn huân chương cho bác cũng chưa muộn. Rồi bác đi, bác có kịp nhận đâu. Đấy là thế. Đến tận cuối đời, bác mới thổ lộ với chúng ta lý do vì sao bác không lập gia đình. Bác nói là bác không lập gia đình có lợi cho cách mạng hơn, có lợi cho đồng bào miền Nam hơn. Các chú thương bác, cứ giục bác lấy vợ. Nhưng các chú có bao giờ nghĩ cho bác không? Nếu đồng bào miền Nam đang nước sôi lửa bỏng như vậy, ngày nào cũng đầu rơi máu chảy hy sinh, bỗng nhiên lại nghe ngoài Bắc cụ Hồ lấy vợ, thì đồng bào phân vân đến thế nào? Chuyên chỉ vì đồng bào, chỉ vì miền Nam bác hy sinh. Bác coi đấy là sự hy sinh, chứ không phải là một đạo đức gì đâu. Bác nói là các chú không học bác chỗ này được, phải có vợ, có con, có gia đình riêng, nó mới hợp lẽ tự nhiên. Còn như bác là trái lẽ tự nhiên lắm, nhưng bác chịu đựng, bác hy sinh thôi, mà tất cả là vì dân. Chưa kể một lý do rất riêng tư của bác, mà một thời ta cứ không nói, vì ta cứ coi bác là thần thánh. Còn bây giờ càng nói rõ càng thương bác hơn. Bác không lập gia đình riêng cũng còn vì cô Huệ, cô Lê Thị Huệ các đồng chí. Mối tình đầu duy nhất của bác lúc tuổi còn trẻ, mà cuối cùng thì cô Huệ lại bỏ đi tu các đồng chí. Các đồng chí vào Bà Rịa Vũng Tàu nhé, thì cái vùng đất Bà Rịa đất đỏ đó là nơi cô Huệ đi tu rồi mất đấy. Mà sở dĩ cô Huệ đi tu bởi vì nghe tin bác mất, mà lại không phải tin bác mất thật năm 69 đâu, là cái tin giả khi bác bị tù ở Quảng Tây năm 42-43. Báo chí phản động nước ngoài nó cứ nói là Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc chết trong tù rồi. Cái tin đó chẳng may đến tai cô Huệ, cô đau đớn quá bỏ đi tu. Thế là cô đi tu lúc còn tương đối trẻ, đau đớn cho bác. Cuối đời bác vẫn hỏi tin cô Huệ. Bác hỏi là các chú có biết tin tức cô Huệ gì không, kể cho bác nghe, đừng có giấu bác. Ta thương bác mà chỉ kể vắn tắt là thưa bác, cô Huệ đi tu từ lâu rồi bác ạ. Đấy là lời kể của đồng chí Ung Văn Khiêm đấy nhé, không phải chúng ta đâu. Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương đấy, một thời đấy. Ông Bùi Công Trừng trong Trung ương Đảng cũng kể như thế. Những người biết rất rõ câu chuyện này. Bác khóc, bác trằn trọc suốt đêm. Và ông Vũ Kỳ vào phòng bác tắt đèn cho bác ngon giấc, bác còn gọi lại cơ mà. Vặn nhỏ cái đài ở đầu giường bác còn gọi lại. Cứ để bác nghe tiếng đài cả đêm cũng được, như có tiếng người bên cạnh vậy. Cả đời bác cô đơn, chỉ vì chúng ta thôi. Đấy. Cho nên có yêu thương bác bao nhiêu thì phải biến thành hành động để sống tốt hơn, đúng hơn, làm được nhiều việc tốt đẹp hơn cho đời, thì đấy là cách tốt nhất để thỏa lòng an ủi cho bác. Đấy. Nhưng có cái câu thơ của tôi là yêu bác lòng ta trong sáng hơn là như vậy mà các đồng chí. Đấy. Cho nên vì thế mà cái việc học này không phải riêng năm nay đâu. Đảng ta đã dòng dã 10 năm nay, hơn 10 năm nay có cái chủ trương này, và chắc chắn sẽ còn mãi mãi. Và riêng cái chủ đề ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống người dân thì không chỉ năm nay đâu. Nó sẽ theo đuổi chúng ta suốt đời, mà trước hết là những năm tháng sắp tới khi mà Đại hội Đảng toàn quốc đã đến gần. Một cái đại hội hết sức quan trọng. Đại hội lần này không chỉ thông qua văn kiện chính trị với tổng kết cương lĩnh, mà còn là tìm cho được những người thực đức, thực tài tham gia vào lãnh đạo trung ương
để xứng đáng nhất với sự tin cậy của Đảng, của dân. Mà các đồng chí biết rõ rồi, đại hội này được ví như một cuộc truyền tiếp các thế hệ. Truyền tiếp các thế hệ. Những đồng chí cao tuổi thì theo cái quy luật sinh học đương nhiên là sẽ phải nghỉ. Và như vậy những gương mặt mới sẽ xuất hiện. Và làm sao chúng ta rút được kinh nghiệm bài học thấm thía của tất cả trước đây để lần này cấu tạo được một cái dàn nhân sự xứng đáng nhất với niềm tin của Đảng và của dân, trong đó để thỏa lòng mong ước cho Bác. Bác dạy chúng ta là Đảng, là đạo đức, là văn minh. Bác dạy chúng ta là tôn trọng nhân dân, yêu quý nhân dân và vì dân. Đấy. Bác nói là có kính dân, có trọng dân, có tin dân thì dân mới tôn trọng chúng ta. Không phải ngẫu nhiên mà Bác là chủ tịch nước mà Bác lại xưng hô với dân là cháu đấy các đồng chí. Các đồng chí về Ứng Hòa, Hà Đông, Hà Tây bây giờ tức là cả Hà Nội đây này, quê hương của cụ Bùi Bằng Đoàn đấy các đồng chí. Bùi Bằng Đoàn là quan đại thần triều Nguyễn mà Bác còn lưu giữ lại làm việc cho chính phủ cách mạng sau này. Thế mà cụ Bùi ốm nặng ở núi rừng Việt Bắc, Bác còn đến tận nơi thăm cơ mà. Thế mà Bác còn học được nghề bốc thuốc của cha mình, Bác bắt mạch cho cụ, Bác thấy mạch yếu quá. Bác bảo với cụ là, Bác bảo với Trung ương là bố trí đưa cụ về vùng tự do ngay, để về cái vùng Hà Đông bây giờ đấy, để có thuốc thang thì mới chữa được cho cụ, ở núi rừng thế này có thể chết mất. Thế mà hôm tiễn cụ về, cáng cụ về xuôi đấy, mà Bác còn đứng tiễn cơ mà. Bác cầm tay cụ mà cụ khóc cơ mà. Cụ nói là ơn này của cụ chủ tịch suốt đời tôi không quên. Và nhân đây xin cụ cho phép tôi được có một đặc ân nữa. Tức là ơn đặc biệt. Cụ cho tôi được từ chức từ ngày hôm nay. Vì tôi đi dưỡng bệnh dài ngày theo ý cụ, thì tôi không muốn làm trễ nải công việc của Quốc hội, của chính phủ. Những cái văn hóa từ chức chúng ta có từ lâu lắm rồi đấy các đồng chí nhé. Ta có khi quên, ta không thực hiện thôi. Chứ còn có từ lâu mà cụ Bùi là một tấm gương như thế đấy. Bác nói thế nào? Bác nói là một người thông thái uyên bác như cụ thì tôi không dám giấu sốt. Bác rất khiêm tốn mà. Nhưng chắc cụ hiểu cho một câu, tức là trong điển tích đấy, là nhất tơ phù cửu đình. Nhất là một, tơ là cái sợi chỉ mỏng manh, phù là giúp đỡ, cửu là chín, đình là cái đỉnh đồng. Chín cái đỉnh đồng nặng như thế mà một sợi tơ mỏng manh có thể đỡ được. Sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân nặng nề như vậy, nhưng mà tài năng của trí thức, những người như cụ sẽ góp sức vào. Đấy, Bác tôn trọng người tài như thế đấy. Cho nên xin cụ cứ yên lòng về xuôi dưỡng bệnh. Ở trên này anh em chúng tôi dân xuân thương nhớ cụ, và có điều kiện sẽ cử người về thăm hỏi cụ. Nhân tiện xin ý kiến chỉ giáo của cụ. Thế tức là không cho cụ từ chức. Bác trọng dụng người tài, Bác đối đãi chân tình như vậy với tất cả mọi đối tượng, cho nên có thể nói là Bác là người chiếm được tình thương yêu của tất cả, sống mãi trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Và đến khi Bác ra đi thì cả thế giới này tiếc thương Bác. Như tôi đã nói, bây giờ chỉ xin các đồng chí nhớ thêm một chi tiết nữa, mà chi tiết này gần đây chúng ta mới được biết đấy các đồng chí này. Các đồng chí có biết là Tố Hữu viết bài thơ Bác ơi rất là muộn. Chứ người viết thơ viếng Bác đầu tiên, để tang Bác đầu tiên lại là em bé Trần Đăng Khoa. Lúc đó 10 tuổi là thần đồng thơ ca. Còn bây giờ Trần Đăng Khoa là một nhà văn nổi tiếng 61 tuổi rồi. Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam rồi. Tố Hữu đến đúng ngày khâm liệm Bác, đúng ngày tổ chức viếng Bác mới có thơ viếng Bác ơi. Chiều nay con chạy về thăm Bác, ướt lạnh vườn rau mấy gốc dừa là thế đấy. Đúng mùng 6 mới có, còn Trần Đăng Khoa có từ hôm mùng 4 tháng 9. Nhưng mà sau lễ tang Bác,
Sau bài Bác ơi thì Tố Hữu có một trường ca 500 câu là theo chân Bác. Tháng năm ơi có thể nào quên, hàng bóng cờ tang khắt dải đen, dù giữa lòng đau ta nhớ mãi, cuộc đời như ngọn lửa đầu tiên. Là như vậy. Cảm động nhất là sở dĩ Tố Hữu có thơ viếng Bác muộn, vì cứ nấn ná ở lại bên Bác không đi chữa bệnh. Bác phải giục là chú chủ quan lắm, chú có bệnh nặng phải đi chữa đi, vào xem bác sĩ khám cho, đừng lo gì cả, ở đây còn có nhiều người. Thế là nể lời Bác mới vào bệnh viện để chữa bệnh. Có ngờ đâu chưa kịp ra viện thì Bác đã mất. Cho nên chiều nay con chạy về thăm Bác là thế. Con lại lần theo lối sỏi quen, đến bên thang gác đứng nhìn lên, chuông ơi chuông nhỏ còn reo nữa, phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn, đầy tang tóc. Đấy là Bác ơi. Còn theo chân Bác là cả một trường ca 500 câu. Mà Tố Hữu viết trường ca theo chân Bác trong hoàn cảnh bệnh tật đau ốm nhé. Vừa viết vừa khóc. Vừa viết vừa khóc vì xót xa cho Bác. Mà Tố Hữu vào bệnh viện bác sĩ khám cho, hóa ra là mắc bệnh về máu. Và cuối cùng Trung ương quyết định đưa sang Liên Xô chữa. Thế mà các giáo sư bác sĩ Liên Xô nói rõ tình hình bệnh tật như vậy cho cái kíp bác sĩ điều trị đấy. Nhưng mà tất nhiên do một sự tế nhị, không bao giờ nói cho bệnh nhân đâu, cho người bệnh đâu. Nhưng mà Tố Hữu biết. Tố Hữu hỏi ngay cái giáo sư Liên Xô đó, viện sĩ Hàn Lâm đó đấy, là xin giáo sư nói cho tôi biết tôi còn có thể sống được bao nhiêu lâu nữa. Thì không ai trả lời bao nhiêu lâu cả. Chỉ nói một câu rất chung chung động viên là nghị lực và tinh thần có thể làm cho người bệnh vượt lên bệnh tật. Thế để yên tâm sống. Và Tố Hữu lòng dặn lòng, ngày đêm làm việc trong 26 ngày liền của tháng 11 năm 70. À, của năm 69 chứ. Tức là sau khi Bác mất được 2 tháng. Ông đã hoàn thành trường ca 500 câu. Và ông nguyện rằng là viết xong trường ca này có đi thì mới thỏa lòng. Là thế đấy các đồng chí. Trong di chúc của Bác, cái đoạn là cho thì chia đều vào 3 hộp sành, cho miền Bắc một hộp, miền Trung một hộp, miền Nam một hộp, tìm đồi cao mà chôn cho đỡ tốn đất. Rồi Bác thêm chữ ruộng, đỡ tốn đất ruộng, suốt đời chỉ nghĩ về đất đai của nông dân. Tố Hữu mượn ý này để làm bài thơ Vĩnh Biệt Cuộc Đời. Các bạn trẻ hãy thuộc lòng cái câu thơ này của Tố Hữu này. Xin tạm biệt đời yêu quý nhất, còn mấy vần thơ một nắm cho. Hỏa táng thì cả đời người còn một bình cho thôi mà. Xin tạm biệt đời yêu quý nhất, còn mấy vần thơ một nắm cho. Thơ tặng bạn đời cho gửi đất, sống là cho và chết cũng là cho. Tức là dâng hiến mà không có ai dâng hiến đến mức hóa thân như Hồ Chí Minh. Bác ở trong lòng chúng ta, và chúng ta có trong trái tim mênh mông của Bác. Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn. Đấy chính là điều tâm nguyện của mỗi chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn. 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 Trân trọng cảm ơn tất cả các bạn.